vào trong, cởi quần ra. Bệnh của tôi, chắc không cần cởi quần đâu chứ. Anh không cởi. Sao tôi khám, bác sĩ không phân biệt nam nữ, nhỏ cỡ nào tôi cũng thấy rồi. Anh đi vào đi. Ai nhỏ hả? Đi vào, tôi. Bác sĩ, tôi đau dạ dày. Thì cần gì phải cởi quần hả? Bác sĩ Vân. Sao mình quên mất là đã đổi sang khoa tiêu hóa, chứ không phải nam khoa nhỉ? Không phải cởi quần, đám bác sĩ các người. Nói là chữa bệnh cứu người. Nhưng toàn là hung thủ, hại chết vợ tôi các người chôn cùng đi cầu xin ngươi tha cho ta đi tha cho ngươi chúng ta được người ủy thác đưa ngươi đi gặp diêm vương được người ủy thác kẻ nào là vân tiểu thư và vân phu nhân đây là ký ức của ai vậy mình đã chết rồi cơ mà. Mình xuyên không rồi. <laughs> Khiếp phía quá, vẫn còn sống, tiên sinh. Công tử, ngươi không sao chứ, công tử. Chảy nhiều máu thế này. Phải cấp cứu thôi, chỗ này không còn gì khác. Được rồi, Ta chỉ giúp ngươi được đến đây thôi, tự cầu nhiều phúc đi nhé. Có duyên sẽ gặp lại. Ta đi đây. Vương gia. Vương gia. Vương gia. Ngài sao rồi? Vương gia, trên đường tới đây, ngươi có gặp cô nương nào không? Cô nương? Trên đường tới, thuộc hạ không thấy ai cả, vậy đó là ai chứ? Vâng không lẽ là tiểu thư của nhà vân đại nhân ngự sử giám sát ta biết rồi nói đi tìm ta làm gì còn biết đường về hả nói đi tối hôm qua đi lang trạ ở đâu ta lang trạ ở đâu thì ông nên hỏi con gái và phu nhân của ông ấy ngươi đã đi đâu sao ta biết được chúng ta đã đi tìm ngươi khắp nơi đó đúng vậy tỷ tỷ ta và mẹ lo cho tỷ lắm đấy đừng giả mù xa mưa nữa tìm ta ta thấy các ngươi chỉ muốn ta chết thì có được rồi đủ mau trang điểm cho đại tiểu thư đưa đại tiểu thư xuất giá Xuất giá Xuất giá cái gì Thánh thượng có chỉ Cho ngươi lấy dệ vương tô khuynh vũ Ta không lấy Ai cũng nói dệ vương ác độc Người ở cạnh hắn không có ai được sống lâu Bảo ta gả đi Khác nào bảo ta chết Ngươi được lấy dệ vương Là phúc tổ mấy đời Ngươi tu không hết Đừng có sống ở trong phúc Mà không biết hưởng Phúc lớn như vậy Sao bà không cho Con gái ruột của bà lấy đi Một đứa con của tỷ nữ Như ta Không xứng Vân Linh Lung Ngươi ăn nói thế nào với phu nhân vậy hả Thanh chỉ đã hạ Tỷ không gả là kháng chỉ bất tuân tỷ muốn vân gia chôn cùng tỷ hà trên thánh chỉ viết là vân tiểu thư gả vào vương phủ ai cũng biết vân gia chỉ có một tiểu thư là vân khuynh thành cho nên các người biết rõ ai nên lấy ai không nên lấy cơm miệng cho ta một con tiện nhân vô dụng như người không gả thì ai gả e là ngươi còn chưa biết nhỉ khuynh thành nhà ta được thái hậu coi trọng sắp được gả cho hoàng thượng rồi dễ vương phủ khuynh thành sẽ không gả vào đó đâu kiệu hoa của vương phủ đang chờ ở ngoài cửa không gả cũng phải gả người đâu cho tiểu thư lại đưa lên kiệu hoa chờ đáp. Lại muốn gì nữa Ta có thể gả cho dễ vương Nhưng ta có điều kiện Ta muốn 100 vạn lượng Không thì không cưới hỏi gì hết 100 vạn lượng Vân Linh Lung Ngươi đúng là tham lạc mạn Dễ vương tính tình khó giò Ác độc vô cùng Sơ hở là sẽ mất mạng Ông muốn lấy mạng ta Đổi lấy trăm miệng ăn của vân gia Ta đòi 100 vạn Không quá đáng chứ Ông không có tư cách đánh ta Nghe đây Trước ngày mai Ta phải thấy 100 vạn lượng. Nếu không Ta sẽ báo lên chiều Nói ông kháng chỉ dùng người khác để lừa dễ vương ngươi con danh chết tiệt này tranh vẽ vân tiểu thư vân khuynh thành mà ngài yêu cầu đã xong rồi hóa ra nàng ấy trông như vậy đói quá đi Khuynh Thành. Sao lại là ngươi? Còn nhớ ta không? Sao lại là ngươi? Còn nhớ ta không? Cô không phải Khuynh Thành. Vì sao phải giả mạo Khuynh Thành? Ngươi biết Vân Khuynh Thành à? Ngươi gả cho bổn vương, bổn vương phải biết chứ, rốt của cô là ai? Vì sao phải giả mạo Khuynh Thành? Ta là đại tiểu thư Vân gia. Vân Linh Lung, vì sao ta không biết? Vân phủ có đại tiểu thư. Vương phi của bổn vương không phải là ai cũng có thể giả mạo. Bây giờ cô, cút đi. Ngươi nghĩ ta muốn lấy ngươi chắc? Tại ngươi hết, chứ vân tiểu thư gì đó cũng chẳng muốn lấy ngươi đâu, nên ta mới đến đây này. Cô chán sống à? Vân Khuynh thành không phải người như vậy. Ngươi dám sỉ nhục nàng ấy? Đây là cái gì? Đây chỉ là tượng khắc thôi mà, nhưng nó khắc một tên đàn ông. Cô đúng là vô liêm sỉ, một cái tượng mà thôi ta vô liêm sỉ chỗ nào im miệng cô không muốn lấy bổn vương chứ gì được bổn vương cho cô tọa nguyện thế thì cô và tên đó xuống địa phủ đi người ta nói dệ vương giết người không chớp mắt bây giờ xem ra thật là vậy cô to gan đấy bổn vương giờ sẽ giết cô ta có làm gì đâu ngươi dậy đi vương gia người đâu bắt cô ta lại cho ta độc của vương gia đã lan vào xương tủy lão phu cũng bó tay chuẩn bị hậu sự đi bạch tiên sinh ngài là thánh thủ của đại hạ xin ngài cứu vương gia ta với độc vương gia trúng phải lão phu chưa gặp bao giờ cứu sao nổi cái gì con mụ ác độc này mau giao thuốc giải ra không phải ta làm thuốc giải ở đâu ra chứ lôi cô ta xuống dùng đại hình phải bắt cô ta nôn thuốc giải ra. Độc chứ gì, ta giải được. Lão Phu còn không trị được. Một con danh con, mà to mồm gớm. Chỉ bằng ông, còn tự xưng thánh thủ hả? Chưa xem bệnh đã từ bỏ. Ta thấy ông là lang băm thì có, ta không biết. Thiên Kim Vân Gia lại giỏi y thuật đấy. Nói, rốt của cô là ai? Ta nói rồi, ta là vương phi của vương gia, mau đưa ta đi giải độc cho hắn, nếu không hắn chết bây giờ. Được. Cô nói cô có cách gì đi, hút độc ra. Kê hai phương thuốc nữa, còn thời gian có hiệu quả phải xem hắn trúng độc bao lâu rồi đại khái là 6 tiếng ba canh giờ vương gia bây giờ còn không trụ nổi một canh giờ làm gì có ba canh giờ như cô nói cô muốn thoát tội nên mới nói thế hả à? không thủ không hoán ta hại hắn làm gì hơn nữa chồng chết đêm tân hôn sau này ta phải làm sao con mụ ác độc ăn nói liên thiên chắc chắn cô ta là kẻ hạ độc mau áp tải cô ta đi lão phu sẽ thử một phương thuốc cho vương gia sao ông nói ông không chữa được Ta thấy ông mới là người có vấn đề đó, cô. Bạch tiên sinh, vương gia không thể chết chuyện này, Bạch tiên sinh này chắc chắn có vấn đề, không được, phải nghĩ cách. Xem hắn trúng độc gì, ông hút độc ra xem nào. Bạch tiên sinh phải làm sao đây? Không được, để ta. Độc này không hề có thuốc giải. Cho vương phi xem cũng được. Không ngờ độc này tiến triển nhanh như vậy, nếu không chữa sẽ khó sống mất. Cô định làm gì? Rốt cuộc ngươi có tin ta không, không. tin ta hắn sẽ chết. Xong rồi, độc tính đã bị áp chế, Bạch tiên sinh. Mạch của vương gia, nhanh như vậy đã khôi phục bình thường. Không lẽ vương phi thật sự biết y thuật. Vương gia có lẽ sắp tỉnh lại rồi. Thật sao, nhưng e là chỉ là hồi quang phản chiếu. Độc trong cơ thể đã lan khắp toàn thân, chưa đầy một ngày sẽ chết lại nói láo cô nói vương gia sắp tỉnh lại mà ta cũng nói là ba canh giờ còn gì người đâu lôi xuống cho ta nếu ba canh giờ nữa vương gia không tỉnh thì cô phải đền mạng khởi bẩm thái hậu chuyện đã được xử lý ổn thỏa dễ vương không sống qua được đêm nay tốt có thưởng ngươi nói là nữ nhân đó muốn hại bổn vương thuộc hạ chỉ đoán thôi vậy thì cha cho rõ đi thuộc hạ đi cha ngay vương gia uống thuốc đi đã vương gia không sao chứ vương gia vốn chúng kịch độc lại uống thêm thuốc đại bổ độc hỏa cộc tâm vương gia cũng không biết là ai hạ độc cho vương gia hàng năm hàng năm thuốc này do ai kê đây bạch tiên sinh không lẽ người hạ độc vương gia không phải cô ta đói quá làm gì đó vương phi xin người cứu vương gia ngươi nói ta là người hạ độc vương gia mà bây giờ biết ta bị oan rồi hả thuộc hạ có mắt như mù trách nhiệm vương phi được Ai bảo ta là người tốt cơ chứ? Bạch tiên sinh này, ác độc thật. Đây là muốn dụy vương, thăng thiên luôn rồi. Không được. Phải hút độc ra cho hắn. Ta đã thi châm cho vương gia tạm thời ổn rồi. Vương Phi, người đúng là hoa đà chuyển thế. Được rồi, được rồi, ta kê thuốc. Cho vương gia, ngươi đi bốc thuốc. Vương Phi, người có ý gì vậy? Ta thấy phương thuốc này, toàn độc mà. Vương gia bị thương nặng. Nếu không dùng thuốc mạnh, thì sẽ không khỏe lại. Đây là lấy độc trị độc cho nên cứ yên tâm bốc thuốc đi được. Hay cho một tên vương gia, trông thì đẹp trai, mà lại yếu. Nhưng không sao, ngươi đã gặp được ta, ta giúp ngươi. Cô làm gì đó? Chữa bệnh. Chữa bệnh cũng phải tụt quần à? Trước kia ta đều, chữa bệnh như vậy, chỉ có mình ngươi là nhỡ sự thôi. Nào, cô còn chữa cho người khác rồi ừ bổn vương bổn vương không cần vương gia ngươi đã như thế rồi xác định không chữa sao bổn vương rất khỏe cô chả hiểu gì đồ nhà quê vô tri không biết bổn vương mắc bệnh gì ta biết ngươi trúng độc chứ không phải bệnh vương gia có phải mỗi lần bệnh phát tác đều cảm thấy đau khổ vô cùng không thể khống chế rồi kêu gào như dã thú sao cô biết ta biết chứ sao hơn nữa ta còn biết vương gia không còn khả năng sinh dục của đàn ông ô yên tâm đi ta chữa khỏi được cho người nếu ngươi không tin thì cứ giết ta nhưng sau khi giết ta sẽ không có ai chữa được cho đâu vì sao bổn vương phải tin cô chỉ vì khi nãy ta áp chế độc tính giúp ngươi bây giờ ngươi xin long hoạt hổ rồi nói đi điều kiện gì điều kiện của ta là trong vòng một năm giải xong độc của ngươi chữa xong bệnh của ngươi kể cả chuyện đó nhưng ta muốn hòa ly nhưng ta muốn hòa ly hòa ly cô muốn hòa ly với ta rồi đi tìm tên đàn ông đó à đằng nào vương gia cũng không thích ta hòa ly xong thì đâu cần phải chạy cô Vương gia mà không đồng ý. Ta sẽ, ta sẽ đi chết. Được. Bổn vương đồng ý. Tốt lắm. Chuyện bổn vương bảo ngươi cha sao rồi, cha xong rồi. Vân Linh Lung đúng là đại tiểu thư Vân gia, nghe nói là con gái của nha hoàn Hạ Đẳng, Vân đại nhân trước giờ luôn che giấu chuyện này, nha hoàn Hạ Đẳng, ta thấy chưa chắc, người bình thường nhìn không ra được bổn vương chúng độc ma vẫn linh lung nhìn phát biết luôn bổn vương chúng độc gì cô ta không đơn giản đem vào cho ta chờ chút phủ của bổn vương ai cho cô mang đồ vào nhiều tiền vậy vương phi cô có nên giải thích xem tiền này ở đâu ra không đây là đồ của ta ngươi không liên quan không liên quan vào phủ của bổn vương mà bảo không liên quan ta nói không liên quan là không liên quan Khinh vào cho ta, cô ta phản rồi. Đồ của Vân gia à? Sao? Đây là đồ của ta, đồ cưới của ta. Người bình thường cầm trang sức làm đồ cưới, sao cô lại lấy tiền? Tiền thì sao? Trang sức thì cũng làm từ tiền thôi, như vậy thực tế hơn nhiều. Cô đúng là Tham tiền. Háo sắc. Ta tham tiền háo sắc chỗ nào? Ta biết rồi. Có phải vì ngày hôm đó ta tục quần ngươi nên ngươi thủ dai không? Ta thấy hôm nay khá tốt. Hay là cởi ra? Ta khám cho. Xem một tí thôi. Cái gì mà cởi ra? Không sao. Không sao mà. Bình thường thôi mà. cảm giác này sao mà quen vương gia vương phi cái đó thái hậu mời hai vị vào cung biết rồi tham kiến thái hậu miễn lễ hôm nay ai ra bảo các ngươi vào cung là vì hoàng thượng đã đến tuổi kết hôn Ai ra Đã giúp hoàng thượng chọn Một đệ nhất tài nữ kinh thành Vân khuynh thành Làm hoàng quý phi Ra đây đi Tham kiến thái hậu Khuynh thành Dệ vương Quen hoàng quý phi tương lai sao Thì ra người tô khuynh vũ Thích là vân khuynh thành Đúng là mù mắt mà Thích một đóa sen trắng thế này Dệ vương Dệ vương, bẩm thái hậu thần bẩm thái hậu thần và thần nữ và vương gia không hề quen biết cũng không có liên quan gì không biết sao vương gia biết tên của thần nữ vâng thần và khuynh thần và vân tiểu thư không hề quen biết chỉ vì phu nhân của thần là tỷ tỷ của vân khuynh thành nên thần mới biết tên của cô ấy vẫn nghe nói duệ vương và vương phi yêu thương lẫn nhau mới được hoàng thượng ban hôn, không biết hai vị quen nhau thế nào. Thần và Linh Lung, vương phi, ngươi nói xem. Tô Khuynh Vũ này, dám nói mấy lời này với hoàng thượng, mình nên nói gì đây? Sao mình đột nhiên lại nhớ ra cái này, mặc kệ đi, cứ nói vậy đi. Bẩm thái hậu, mấy tháng trước tiểu nữ đã gặp vương gia ở rừng hoang, lúc đó vương gia tuy bị thương rồi, nhưng mà ngài ấy khó giấu vẻ anh hùng tiểu nữ vừa gặp đã yêu mến ngài ấy rồi sao cô ấy lại biết việc này tiểu nữ vừa gặp đã yêu mến ngài ấy rồi sao cô ấy lại biết việc này không ngờ hai người còn có tình duyên như vậy chỉ là ai ra chưa từng nghĩ đến vân phủ còn một vị đại tiểu thư bẩm thái hậu đây là do năm đó phụ thân đã làm chuyện hồ đồ ông ấy không biết bản thân có một đứa khó. con gái lưu lạc bên ngoài một tháng trước cho đến khi tỷ tỷ đột nhiên tìm đến cửa phụ thân mới biết phụ thân các ngươi đúng là mẫn cán đã sinh ra hai đứa con gái xinh đẹp như hoa vô cùng thông minh đa tạ thái hậu đã khen tỷ tỷ không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi nhưng mỗi lần gặp nhau hình như tỷ đều thấp hơn ta một ngày xưa tỷ là nha hoàn còn ta là tiểu thư bây giờ tỷ là vương phi còn ta là hoàng quý phi tỷ có phải nên quỳ xuống trước ta không? vậy thì hoàng quý phi như cô phải ngồi cho vững mới được tỷ nói thế có ý gì người trong thiên hạ cũng đâu phải kẻ ngốc cô có thể lừa được họ nhất thời cũng không thể lừa được họ cả đời cô thừa nhận đi trong lòng cô chính là một đóa sen đen vô cùng đen tối không có tư cách làm hoàng phi đâu ta không có tư cách thì ai có tư cách tỷ là cái thá gì sau này tỷ chỉ có thể là bại tướng dưới tay ta chưa đến cuối cùng sao cô biết được ai thắng ai thua tỷ vậy ta sẽ cho tỷ thấy Khuynh Thành, cô không sao chứ? Khuynh Thành, cô không sao chứ? Vân Linh Lung, rốt của cô đang làm gì vậy? Sao cô lại là nữ nhân độc ác như vậy? Đến muội muội ruột của mình cũng ra tay độc mũi ác muội muội Vương gia quên rồi sao? Ta là con gái riêng, sao có thể là tỷ tỷ ruột của cô ta? Vương gia, tỷ tỷ, một lòng muốn thay thế ta gả vào vương phủ, đại khái là do ghen. Vương gia vừa nãy đối với ta, cô đi thay thế à? Trước đây cô còn nói cô ấy không muốn gả qua. Vương gia không biết sao, tỷ tỷ ở nhà đòi sống đòi chết, nhất định phải gả vào vương phủ. Ta còn tưởng vương gia biết chuyện này bổn vương không biết loại người không biết liêm sỉ cưỡng ép cướp đoạt đồ của người khác như cô ta hoàn toàn không xứng gả vào vương phủ của chúng ta vương gia đừng giận như vậy tỷ tỷ sẽ đau lòng nó cô ta có đau lòng không liên quan gì đến ta ta hận không thể bây giờ lập tức bỏ cô ta vương gia dù sao tỷ ấy cũng là phu nhân của ngài tỷ tỷ xem ra tỷ tỷ ở vương phủ sống không hề tốt muội muội thật sự rất đau lòng cho tỷ tỷ vậy thì cảm ơn muội muội quan tâm rồi còn thêm dầu và lửa cho cuộc sống vốn không như ý của ta hy vọng cuộc sống sau này của muội muội cũng giống như ta hạnh phúc đặc sắc đợi sau này muội muội làm hoàng quý phi rồi nhất định sẽ thường quay lại thăm tỷ tỷ khuynh thành chúng ta không cần nói nhiều với cô ta ta đưa cô về nhà đa tạ vương gia tô khuynh vũ ngươi giết người nhà ta nộp mạng đi rốt cuộc ngươi là ai ngươi lấy cái mạng chó của ngươi khuynh thành cô trốn đi trước đi ngài bảo trọng ngươi cảm thấy dựa vào ngươi có thể giết được ta sao ngươi tưởng lão tử chỉ có một người sao họ không liên quan đến việc này thả họ ra diễm phúc không ít nhỉ có tận hai nữ nhân lão tử chơi một trò chơi với ngươi hai nữ nhân này ngươi chọn một để chết thay ngươi ngươi hai nữ nhân này ngươi chọn một để chết thay ngươi ngươi sẽ có thể sống tiếp vương gia Ngài chọn tỷ tỷ đi, tỷ ấy là vương phi của ngài, ta không sao. Giả tình giả nghĩa. Nếu ngươi còn không chọn, lão tử sẽ giết hết hai người họ, dừng tay. Ta chọn. Ta chọn. Ta chọn cô ta. Đi chết không ngờ tính mạng của ta lại bị mất vì tên vương gia chỉ biết yêu đương này đúng là không đáng Tô khuynh vũ vương gia rút đuổi theo cho ta vâng giờ phải làm sao đây nếu cứ tiếp tục chảy như vậy máu của vương gia sẽ chảy cạn mất xin vương thái y cứu vương gia thuốc đâu thuốc ta bảo nguyên nấu đâu thuốc đâu tiêu rồi tiêu rồi nhìn có vẻ tô khuyên vũ bị thương cũng khá nặng đấy ai bảo hắn chọn đồ xấu xa khuyên thành đó đáng đời thuốc này không uống vào nổi e là vương gia sẽ lành ít giữ nhiều mất vương phi bây giờ vương gia bị thương nghiêm trọng hôn mê bất tỉnh Mong vương phi cứu vương gia một người đẩy ta đi vào lúc quan trọng sao ta phải cứu hắn ta biết trong lòng vương phi có tức giận nhưng vương gia đối với thuộc hạ có ơn cứu mạng thuộc hạ không thể cho mắt nhìn vương gia cứ chết đi như vậy mong vương phi cứu vương gia ngươi nói thì nói còn quỳ xuống làm gì xin vương phi cứu vương gia động một tí là quỳ ta nể mặt ngươi ta sẽ đi xem ngài ấy nội tạng vương gia bị thương nghiêm trọng ta phải phẫu thuật ngay vương thái y ta cần ông làm trợ thủ của ta minh đi tìm giúp ta chút đồ dùng để phẫu thuật ngoài ra ta muốn triệu tập tất cả nô bộc mạnh khỏe cho phủ ta phải kiểm tra máu tuy không có dao phẫu thuật, cái này cũng miễn cưỡng được. vương phi, người muốn làm gì, ta phẫu thuật, ta nói với ngươi rồi mà, nếu không thì sao chữa khỏi bệnh cho ngài ấy? phẫu được. thuật, không được. phẫu thuật, không được. ta chưa bao giờ thấy chữa bệnh cần dùng dao, ta nói cho ngươi biết, ngươi mà còn thì chút ta. nữa ngài ấy sẽ chết thật đấy. cái này, được rồi. hư minh, dẫn họ xuống kiểm tra máu, vương thái y, cầm lấy. Không ngờ Vương gia bị thương nghiêm trọng như vậy. May mà có mình. Được rồi. Nửa canh giờ sau sẽ tỉnh lại thôi vương phi đúng là y thuật tốt y thuật như vậy thần chưa bao giờ thấy xong rồi à xong rồi chỉ cần tăng cường điều dưỡng là có thể giống như ngày trước rồi tốt quá rồi nếu không phải cổ đại thiếu thuốc thì ngày ấy còn có thể khỏi nhanh hơn được rồi chuyện tiếp theo các người tự làm đi chúng ta làm phẫu thuật một tối mệt quá rồi ta về trước cảm ơn vương phi đừng khách sáo vốn còn tưởng cô ta là một tiểu nhà đầu không được tích sự gì không ngờ lại có y thuật giỏi như vậy. Sau này, e là sẽ trở thành Honda ngáng đường ai ra, phải nghĩ cách. chưa khử cô ta mới được. Mình đường đường là bác sĩ. Có tương lai nhất bệnh viện tam giáp. Sao lại xuyên về chỗ nào đây? Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Cha không thương, mẹ không yêu, Gả cho một thằng chồng Còn là một thằng cùng bạo lực Số của phụ nữ cổ đại Sao thảm thế nhỉ <laughs> Ba ngày ban mặt mà uống rượu Còn ra thể thống gì Có lẽ là Trước đó Vương Phi đã làm phẫu thuật cho Vương ra cả đêm Thấy Vương ra khỏi bệnh vui quá nên mới Tô khuyên vũ Ngươi chẳng qua chỉ Sinh vào nhà tốt hơn ta thôi Ngươi giỏi lắm đấy hả Ngươi là cái thá gì Đúng là Bây giờ ta sẽ đi tìm ngươi tính sổ. Ngươi là ai? Thật sự không ngờ, vương phi của bổn vương lại là một con ma men. Đẹp trai hơn, tên vương gia khốn khiếp đó nhiều. Ngươi cười cái coi, cười cái coi, cười lên càng đẹp trai. Ta nói cho ngươi biết, tên vương gia đó, chính vì Hắn không làm được, nên hắn mới đen mặt cô dám nói bổn vương không làm được đúng chính là như vậy cười lên cô uống nhiều rồi về phòng nghỉ ngơi đi ngươi ở lại uống rượu cùng ta hư minh đưa cô ấy về phòng được có phải ngươi cũng không vui không vậy để ta dỗ ngươi nhé à. Vương gia, vương gia, ngài đừng say đều vậy cả, bẩn chết mất. Vương gia, vừa nãy trong cung có chỉ, nói hôm nay sẽ tổ chức gia yến, bảo ngài và vương phi đều đi, biết rồi. Dẫn cô ấy xuống, nấu bát thuốc tỉnh rượu cho cô ấy, vâng. Vân tiểu thư, ta nghe nói vị trí dệ vương phi vốn nên là của cô, đừng nói lung tung, ta đã được ban hôn cho hoàng thượng rồi, nếu câu này mà truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại thể diện hoàng gia, vâng vâng. Vân tiểu thư sắp gả cho hoàng thượng, trở thành hoàng quý phi rồi, tự nhiên đó sao có thể so sánh với Vân tiểu thư được? đúng là không thể so sánh với nhau được, đặt ta cạnh đóa sen trắng này. Ta chê mất mặt. Tỷ tỷ, tỷ đến rồi à? Mọi người đều chỉ nói chuyện phiếm thôi, tỷ tỷ đừng để ý làm trọng thương người khác, nói lung tung. Cái này gọi là bạo lực ngôn ngữ xỉ nhục người khác. Bôi nhọ người khác, cái này gọi là xỉ nhục ngôn ngữ loại người này. Nên chết đi. Tỷ tỷ, sao tỷ nói như thể... vậy chứ? Họ chỉ đùa thôi mà. Đùa à? Ta chả thấy buồn cười tí nào. Cô không sao chứ? Vân Linh Lung, Rốt cuộc cô đang làm gì? Bổn vương tưởng cô sẽ nể tình tỉ muội, không ngờ cô hết lần này đến lần khác muốn làm hại Khuynh Thành cô đúng là một nữ nhân độc ác. Vương gia, chuyện này không trách tỷ tỷ, là Khuynh Thành tự không đứng vững. Cô không cần giải thích thay cô ta, bổn vương đã nhìn thấy cả rồi. Vương gia nhìn thấy rồi à? Ta thấy vương gia hoàn toàn không nhìn thấy vừa nãy ta, bị bọn họ hợp sức sỉ nhục thế nào, cho nên giờ mới đứng đây chỉ trích ta. Cô đúng là nữ nhân tranh chua. Đúng, ta tranh chua đó. Bây giờ nữ nhân tranh chua nhắc ngài một câu, nếu tay của ngài còn ôm cô ta thì tội danh cô ta dụ dỗ ngài sẽ xác thực luôn vân linh lung cô dám tung tin đồn ồ thì ra vương gia cũng biết thế gọi là tung tin đồn à tôi còn tưởng vương gia ngốc chẳng biết gì hết cơ hơn nữa ta có tung tin đồn không trong lòng ngài rõ nhất rốt cuộc ngài có ý gì với cô ta chỉ có bản thân ngài mới biết cô ta là người nói năng không thèm giữ kẽ thế đấy nếu vương gia còn nói lời không hay nào nữa vậy ta ta cũng chưa biết ta sẽ nói gì đâu đến lúc đó ngài đừng hối hận hoàng thượng giả đáo Tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu. Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Là thần nữ không tốt, thần nữ khiến tỷ tỷ tức giận. Xin tỷ tỷ tha thứ, thần nữ tạ tội với tỷ tỷ. Thần nữ tạ tội với tỷ tỷ, đợi đã. Ngươi là hoàng quý phi, sao có thể tùy tiện quỳ xuống trước một dân thường? Còn không mau đứng lên. Đều do thần nữ không tốt, thần nữ khiến tỷ tỷ tức giận, xin tỷ tỷ tha thứ, nhị tẩu có vẻ không phải người nhỏ mọn nàng quy xuống trước mặt nhiều người như vậy khiến nhị tẩu càng không thể có đường lui là thần nữ suy nghĩ không chú đáo đa tạ hoàng thượng đã nói giúp cho thần phụ không thì e rằng thần phụ đã phải gánh tội danh xem thường hoàng gia rồi được rồi không cần câu nệ nữa mọi người đều ngồi đi hôm nay là gia yến các vị không cần câu nệ cứ tự nhiên là được nghe nói duệ vương phi y thuật cao siêu mấy hôm trước duệ vương bị thương đến thái y của bổn cung cũng không thể chữa được Kết quả Duệ Vương Phi, trong một đêm, đã chữa khỏi cho Duệ Vương rồi. Thật sự không biết, y thuật của Duệ Vương Phi, học từ đâu vậy? Chuyện Duệ Vương bị thương, bọn ta vốn không muốn khu trình gõ trống, không ngờ Thái Hậu Nương Nương cũng đã biết rồi. Chuyện Duệ Vương bị thương, bọn ta vốn không muốn khu trình gõ trống, không ngờ Thái Hậu Nương Nương cũng đã biết rồi. Vân Linh Lung nói đúng. Sao Thái Hậu lại biết chuyện này? Chẳng lẽ, nhị ca không sao là tốt chỉ là nhị ca võ nghệ cao cường như vậy không biết ai lại làm nhị ca bị thương được đa tạ hoàng thượng quan tâm chuyện này bổn vương vẫn đang điều tra mồm miệng thích khách khá cứng nhưng mà ra tay từ người ta tin sẽ biết chân tướng mọi chuyện nhanh thôi hoàng thượng chuyện này phải trách thần nữ vương gia vì cứu thần nữ nên mới bị thương thần nữ có lỗi với vương gia có lỗi với tỷ tỷ chẳng biết là nàng không cố ý không cần để tâm chỉ là bây giờ bên ngoài đều đang đồn khuynh thành và dệ vương có quan hệ không tầm thường hoàng thượng thân nữ và vương gia hoàn toàn trong sạch mong hoàng thượng minh xét đúng đó hoàng thượng khuyên thành nhà ta tuyệt đối không làm loại chuyện vô liêm sỉ này đâu chấm biết khó chặn miệng của thiên hạ chỉ cần chấm biết các ngươi trong sạch là được rồi chắc nhị ca nhị tẩu cũng không để ý đâu đứng dậy đi tạ ơn hoàng thượng tạ ơn hoàng thượng gia yến tiếp tục Ai cho phép chiếm sự nổi bật của ta? Khuynh Thành. Vương gia, chuyện trước đây cảm ơn cô. Cảm ơn ta ư? Ta có làm gì đâu. Vương gia không cần cảm chuyện ơn chuyện trước ta. đây, chẳng lẽ cô quên rồi sao? Chuyện gì vậy? Thần nữ không biết, rốt cuộc là cô ấy không nhớ hay là người tối hôm đó căn bản không phải cô ấy tô khuynh vũ đang nói gì vậy chẳng nghe thấy gì hết vân tiểu thư tối hôm đó cô quên thật rồi sao vương ra ngài là tỷ phu của ta ngài hành động như vậy chỉ sợ sẽ bị dị nghị một bên tình nguyện đáng đời bổn vương đường đột rồi xin phép cáo lui Là ai? Ra đây. Là ta, tỷ lén lén lút lút ở đây làm gì? Nghe lén ta và vương gia nói chuyện, ta à. không có hứng thú, tỷ tỷ. Hôm nay ta đã chuẩn bị một vở kịch hay đó. Cô nói đi xem nào cô lại muốn làm gì? Gần đây ta không chọc gì tới cô mà, cô muốn làm gì? ta vốn là đệ nhất tài nữ của kinh thành hôm nay tỷ lại cướp hết sự nổi bật của ta trong bữa tiệc cô liên hà tỷ thể hiện trong bữa tiệc đã đành còn lấy 100 vạn làm của hồi môn số tiền đó là của ta tỷ không có tư cách lấy ta không có tư cách lấy ư ừ, các người đã hại chết mẹ ta rồi vì mạng của vân gia các người nên ta mới phải gả tới đây ta lấy 100 vạn còn thấy ít đó thêm nữa nếu không phải ta cô có tư cách làm hoàng quý phi không nói cho cô biết bớt chọc ta lại nếu không ta không dám bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu sao vân linh lung khác so với trước đây vậy đừng có dọa ta, tỷ là cái thá gì, bây giờ tỷ là Duệ Vương phi thì sao? Duệ Vương không thích tỷ, bây giờ tỷ cũng không khác gì so với trước đây cả. Được. Ta không khác gì so với trước chứ gì, ta sẽ cho cô thấy ta có khác biệt gì không? Ta nói cho cô biết đừng có giở thủ đoạn hèn hạ với ta nữa, nếu không ta sẽ giết cô đó. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thưa Thái Hậu, thần nữ nói lời không nên nói trong bữa tiệc vốn muốn tới xin lỗi tỷ tỷ không ngờ tỷ tỷ lại tưởng ta cố ý khiêu khích nên đã đẩy thần nữ vân linh lung cô đúng là không chịu ngừng một giây nào dám đẩy hoàng quý phi xuống nước ta cũng rơi xuống nước tại sao chỉ thấy vân khuynh thành không thấy vương phi của mình vậy rốt cuộc là vì cô ta là hoàng quý phi hay là ngài có ý gì khác cô sao cô lại ngậm máu phương người như thế vân linh lung đúng là to gan dám nói những lời này trước mặt hoàng thượng và thái hậu đúng đó vân linh lung quả là coi thường hoàng gia mà vân linh lung ngươi làm ra chuyện ác độc như vậy còn buông lời cay nghiệt phá hoại danh tiếng của khuynh thành đức hạnh có vấn đề đáng phải trách phạt thái hậu những gì thần phụ nói là thật thần phụ không hề đẩy cô ta xuống nước sự thật đã rõ ngươi còn dám ngụy biện những gì cô ta nói chỉ là lời từ một không thể phía. coi là sự thật được vậy ý của ngươi là ai ra không phân rõ đúng sai đổ oan cho ngươi sao chuyện hôm nay ảnh hưởng tới mặt mũi của hoàng gia, ngươi phải bị lôi xuống. Đánh 20 trượng. Người đâu? Chờ chút. Mẫu hậu, chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng. Kết luận vội vàng như vậy, có phải làm xấu mặt hoàng gia rồi Chuyện không? này còn chưa đủ rõ ràng à? Còn cần điều tra nữa sao? Chuyện này vẫn chưa điều tra rõ. Không thể kết luận bừa bãi. Không cần đâu. Thần nữ không trách tỷ tỷ đâu. Cứ coi như chuyện này chưa xảy ra đi. Cô có thể coi như chưa xảy ra. Nhưng ta thì không. Chuyện này mong hoàng thượng hãy điều tra rõ, trả lại công bằng cho thần phụ. Ngươi làm gì vậy? Đừng tưởng hoàng thượng tha cho cô thì bổn vương sẽ tha cho cô. Loại người độc ác như cô, hại khuynh thành rơi xuống nước, đáng phải bị trừng phạt. Ta thấy là đó. Vân khuynh thành là hoàng quý phi, phải gả cho hoàng thượng. Hoàng thượng còn chưa vội, ngươi vội cái gì? Cô không hề biết khuynh thành quan trọng với ta tới mức nào. Một tháng trước, nếu không có cô ấy cứu ta, thì bây giờ ta. Một tháng trước. Bổn vương nói với cô mấy thứ này là gì chứ? Nói ra cô cũng không hiểu. Người đâu? trừng phạt vương phi cho bổn vương thả ta ra ngươi cứ chờ đó tên khốn này đau đánh đi vương ra dù gì vương phi cũng là do bệ hạ hạ chỉ sắc phong nếu thật sự làm cô ấy bị thương chỉ sợ khó nói với hoàng thượng cô ta là vương phi có phải hoàng quý phi đâu bổn vương muốn đánh thế nào thì đánh thế đó tô khuynh vũ tên khốn nhà ngươi ngươi không những có bệnh mà còn mù nữa ngươi tưởng người cứu ngươi là vân khuynh thành sao ta nói cho ngươi biết hoàn toàn không phải vậy vân linh lung cô không cần lừa lọc bổn vương cho dù cô ấy không thừa nhận bổn vương cũng biết là anh cô ấy đánh mạnh vào đồ mù đồ thần kinh vương gia có cần mời vương thái y tới xem không không cần lôi xuống dưới lẽ nào là cô ta? Đau chết mất. Tên khốn kiếp Tô Khuynh ra tay mạnh như vậy. Không dậy được. Vương Phi. Ai thế? Nô tỳ Ngọc Nghiên tới hầu hạ Vương Phi. Vương Phi, để ta bôi thuốc được. cho người. Không được, không được. Mấy thứ này đều là thuốc bình thường. Ta cho ngươi một phương thuốc. Ngươi đi kê giúp ta. Vâng thư Vương Phi. vương gia thuộc hạ đã sắp xếp ngọc nghiên tới chăm sóc vương phi rồi hư minh ngươi có thể nhìn hai chiếc khăn này có gì khác nhau không thuộc hạ không nhìn ra bổn vương cũng không nhìn ra nhưng hai chiếc khăn này một cái là của vân linh lung cái còn lại là của cô nương tối hôm đó vương gia cảm thấy vương phi chính là người tối hôm đó sao ngươi thấy có khả năng đó không thuộc hạ thấy cũng có khả năng vương phi cũng là người vân phủ cầm khăn của vân phủ cũng là chuyện bình thường ngươi điều tra xem tối hôm đó rốt cuộc là ai rõ đúng rồi bổn vương bảo ngươi điều tra chuyện nội gián trong phủ điều tra tới đâu rồi đã điều tra được rồi hả hiện giờ đang nhốt trong nhà lao người này là người phụ trách quét dọn trong phủ có thể ra vào bất cứ nơi nào sau đó nghe lén tin tức gửi tình báo đi bị ta bắt quả tang đây là tình báo hắn muốn gửi vương gia và vương phi bất hòa tin tức vẫn chưa kịp truyền ra ngoài thì đã bị ta bắt lại rồi nói là ai phái người tới, ta sẽ không nói đâu. Không nói. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục dùng hình. Có phải Thái Hậu phái người tới không? Ngươi. Xem ra bổn vương đoán không sai, chẳng trách. Tin tức của chúng ta, Thái Hậu đều biết nếu là vậy. Chắc không chỉ có một nội gián. Tiếp tục điều tra. Vâng. Vương gia, tên này xử lý thế nào? Giết đi. Vương gia. Vương gia. Y thuật của Vương Phi lợi hại thật. Uống một bát thuốc. Vết thương đã lành hơn Nói rồi. Nói tới chuyện này ta lại tức. Còn không phải do tên Khôn Tô khuyên Vũ, vì một người phụ nữ mà mất cả não. Vân Linh Lung, ta thấy cô khỏi bệnh rồi đó, có sức mắng người rồi. Có sức mắng người rồi. Ngươi lại muốn làm gì? Ngươi thấy ta khỏe rồi, muốn đánh thêm một trận nữa phải không? Vân Linh Lung, bổn vương cảnh cáo cô, đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta, ngươi chúng độc nên ngu người rồi hả? Cô, cô Vương phi, người bớt nói vài câu đi, đừng chọc giận vương gia, được. Ngươi nói đúng, quân tử không chịu thiệt trước mắt, ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì, không có gì thì ta phải nghỉ ngơi đây. Hôm nay bổn vương tới tìm cô, là muốn hỏi cô, có biết chiếc khăn tay này không? Ngươi lấy ở đâu vậy? Đây là của ta. Cô chắc chắn đây là của cô ư? Ngươi cầm khăn tay của ta, tới hỏi ta là của ai? Trên này, còn có một chữ vân đây, ngươi ngốc thật đó hả? Có bị điên không? Vân Linh Lung, cô, ta thấy cô đã khỏe thật rồi được nếu cô đã khỏe phòng chứa của ta phải để rác rưởi khác mời rác rưởi là cô cút ra ngoài tự đi đi lúc nào hắn cũng điên như này hả nô tỳ không biết nhiều bạc như vậy ngọc nghiên ngươi nói đi nhiều bạc như vậy chúng ta mở y quán thế nào? Y thuật của vương phi giỏi như vậy, mở y quán chắc chắn không thành vấn đề. nhưng mà trong vương phủ không lo ăn ở, vương phi việc gì phải tự đi kiếm tiền. không đúng, không đúng. tuy vương phủ không thiếu thứ gì, nhưng đó đều là tiền của tô huynh. phụ nữ chúng ta phải có bản lĩnh của riêng mình, không thể dựa vào họ được. nô tỳ không hiểu, ngươi chỉ cần biết phụ nữ buộc phải có sự nghiệp của mình là được. nô tỳ nhớ rồi, đi chọn địa điểm thôi. Cái đó, hoan nghênh các vị. Hôm nay cửa tiệm chính thức khai trương, các loại dược liệu quý giá, dược liệu thông thường và những loại thuốc bổ. Cái gì cũng có, nếu mọi người có nhu cầu, hoan nghênh tới bất cứ lúc nào. Vương phi y thuật cao siêu, rất thích hợp mở y quán. Chuyện ta bảo ngươi cha, thế nào rồi? Người hôm đó rốt cuộc là ai? Người hôm đó rốt cuộc là ai? Thuộc hạ vẫn chưa tra được, nhưng mà, thuộc hạ điều tra được tối đó Vân Khuynh thành tiểu thư không hề rời khỏi Vân phủ vân khuynh thành không rời khỏi phủ vậy vân linh lung tôi đó cô ta ở đâu thuộc hạ vẫn chưa tra được tra đi rõ cái gì vân linh lung mở y quán ư đại hạ ta cho phép phụ nữ buôn bán từ khi nào vậy còn dám mở y quán nghe nói vương phi nghiên cứu ra một loại thuốc có thể khiến người ta khôi phục dung nhan gần đây phụ nữ trong thành đều mua loại thuốc này khôi phục dung nhan đúng những người đã dùng đều nói rất hiệu quả gần đây mọi người đều nói vương phi tài hoa hơn người Hiền lương thục đức là một nhân tài hiếm có. Mẹ, Vân Linh Lung đã chiếm hết nổi bật của con rồi, phải làm sao đây? Cô ta cướp sự nổi bật của con, vậy con không biết cướp lại à? Vân Linh Lung, ta không chỉ muốn hủy hoại danh tiếng của ngươi, mà còn muốn ngươi nôn 100 vạn của ta ra. Gọi bà chủ của các ngươi ra đây. Vương Phi, có người tìm người. Ngọc Nghiên, ngươi đi làm đi, muội muội nghe nói, tỷ tỷ mở y quán. Muội muội lo. Tỷ tỷ chưa đọc y thư một ngày nào, nếu không cẩn thận làm chết người, chỉ sợ sẽ bị người khác nói, vì tiền mà hại người, ta mở y quán là vì chữa bệnh cứu người, nhưng bọn họ đều người, người như thế nào sẽ có suy nghĩ như thế đó, cô suốt ngày nghĩ ta vì tiền hại người, không phải, cô là loại người đó đó chứ, muội muội không có ý đó, ta chỉ sợ tỷ sơ ý, không may gây ra án mạng. Nếu ta khiến tỷ không vui, thì ta xin nhận tội với tỷ. Con mắt nào của muội thấy ta không vui thế? ta tới đây để kinh doanh mà dù gặp khách hàng vô lý tới mức nào ta cũng không tức giận nhưng mà cửa hàng của ta không hoan nghênh kẻ nào tới làm loạn nếu muội không mua gì thì về đi y quán vân lai hại chết vợ ta phải giết người đền mạng đi ôi vợ của ta ngươi muốn làm gì ngươi là ai chính là cô ta nói là thuốc làm đẹp uống vào có thể đẹp lên vợ ta mới ăn hai viên đã chết rồi là cô ta đã hại chết vợ ta cô ta muốn hại cả kinh thành lúc nãy ta còn chuẩn bị mua thuốc giờ sao dám mua nữa đám thương nhân vô lương tâm đúng là không biết xấu hổ dám làm ra loại chuyện táo tận lương tâm thế này thuốc ta làm đều phải dùng theo liều lượng ngươi nói xem tại sao người khác uống thì không sao chỉ mình vợ ngươi có chuyện vậy ngươi nói xem có khi nào vợ ngươi ăn thứ gì khác nên mới xảy ra chuyện không vợ ta là do uống thuốc của cô nên mới chết đừng hòng trốn tránh tỷ tỷ ta nói mà không phải ai cũng mở y quán được đâu tỷ xem tỷ đi từ nhỏ tới lớn chưa đọc y thư một ngày nào Sao có thể làm ra? Thuốc làm đẹp cái gì chứ, bây giờ hại chết người, còn không mong dừng tay lại. Lẽ nào, tỷ muốn hại chết người trong cả kinh thành sao? Đúng đó, ai mà chẳng biết Vân Linh Lung là đồ vô tích sự chứ. Đúng vậy, tóm lại đồ của nhà họ, sau này ta không dám mua nữa đâu, các vị. Thuốc ta làm có vấn đề hay không, ta là người rõ nhất. Nếu các vị không yên tâm, có thể cầm đi kiểm tra ở bất cứ đâu, nếu có vấn đề, ta sẽ đền. Còn ngươi, thuốc vợ ngươi uống hôm nay, lấy ra cho ta kiểm tra. Không được lỡ như cô đánh cháo thì sao tóm lại vợ ta uống thuốc của cô nên mới chết đền tiền đi ngươi muốn ta đền thế nào đền bao nhiêu đền một trăm vạn lượng mạng của vợ ta đang ra làm đó nếu ta không đền thì sao không đền để xem ta dạy dỗ đền nếu ta không đền thì sao không đền để xem ta dạy dỗ cô thế nào các người ỷ thế hiếp người ta muốn báo quan báo quan à được ta nghĩ nên báo quan ngọc nhiên đi báo quan dạ các vị đang có mặt nếu có thời gian mời ở lại làm nhân chứng cho ta lát nữa người của quan phủ đến nếu là vấn đề của ta ta đền mạng nếu cha ra có người cố ý hãm hại ta sẽ khiến ngươi đền mạng đừng đi vội thế tử chết rồi không nên điều tra sao Vương gia, Vương Phi, tuy thúc trong y quán, không tra ra vấn đề, nhưng thê tử hắn thật sự đã chết. Chuyện này, chúng ta còn phải điều tra, tạm thời cần niêm phong y quán tỷ tỷ muội muội thương tỷ quá đừng nghĩ ta không biết kẻ đứng sau chuyện này là ai nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm lẽ nào trước đó là mình hiểu lầm vân linh lung sao vương gia chuyện gì hôm nay nếu không có vương gia có lẽ ta thật sự bị người ta đánh chết cảm ơn ngài đây là đồ ngọt chuẩn bị cho ngài không cần bổn vương cũng không muốn cứu cô cô phải giải độc cho bổn vương dù cô là kẻ lừa đảo bổn vương cũng muốn thử nhưng ta không lừa đảo ta thật sự biết giải độc vậy cô định khi nào bắt đầu bây giờ bắt đầu rồi chỉ là còn thiếu vài vị thuốc vương gia yên tâm ta không nuốt lời đâu dù sao ta cũng đang muốn hòa ly mà cô muốn hòa ly đến thế à ai lại muốn ở bên một người mình không thích ngài thấy có đúng không vậy sao ban đầu cô lại gả vào vương phủ không phải vì hoàng thượng nếu ta không gả ngài ấy sẽ giết cả nhà ta thế thì tốt nhất hãy giải độc cho bổn vương mau lên nếu không bổn vương cũng sẽ giết cô yên tâm ta chưa muốn tìm đường chết đâu đồ ăn ngon thế này ta thấy vương gia cũng không cần ta tự ăn bảo sao không sai thích cô vương gia chuyện đó có manh mối rồi nói thuộc hạ cha ra đêm đó vương phi thật sự xuất hiện ở gần nơi vương gia bị thương cái gì nhưng thuộc hạ chưa chắc người đêm đó cứu vương gia là vương phi lẽ nào là cô ấy thật sao cũng không biết đại lý tự khi nào cha rõ sự việc rõ ràng thuốc của chúng ta không có vấn đề còn đòi đóng y quán chỉ cần thuốc của chúng ta không có vấn đề thì không có gì phải sợ đúng lúc nhân thời gian này điều chỉnh lại công thức cũng không biết ai vu khống y quán chúng ta còn ai nữa chắc chắn là vân khuyên thành rồi kho cái là chúng ta không có chứng cứ hơn nữa tên vô chi tô khuyên vũ thật sự không biết thích gì ở cô ta vương phi đừng nói lung tung mới sáng sớm đã nghe cô mắng bổn vương đúng là dư hơi dư sức mới sáng sớm vương gia đã đi nghe lén cũng tràn đầy tinh thần nhỉ bổn vương đến xem thử thuốc giải cô nói nấu cho bổn vương nấu đến đâu rồi yên tâm đi vương gia để có thể hòa ly với ngài thuốc này ta đã chuẩn bị từ lâu ngọc nghiên lấy qua đây dạ cái gì đây thuốc đấy kê riêng cho ngài đấy ngài chúng độc nhiều năm phải uống loại thuốc này mới có thể bức độc tố ra sao khó ngửi thế cô không đùa bổn vương chứ yên tâm đi thuốc đã dã thật uống đi vương gia lẽ nào ngài không dám uống sao bổn vương lại không dám vương gia lẽ nào ngài không dám uống sao bổn vương lại không dám Vương gia, hay là chúng ta tìm thấy y xem thử ngộ nhỡ giống lần trước, vẫn là thuốc độc thì sao? Yên tâm đi, lần trước tình hình cấp bách, lần này không phải thuốc độc, tuyệt đối là thuốc tốt. Không cần, ta tin Vương Phi. Vương gia không sao chứ Sắc mặt ửng hồng Nhiệt độ tăng cao xem ra thuốc này không tệ ta còn sợ có vấn đề vân linh lung cô dùng bổn vương làm vật thí nghiệm à thì sao trước kia ta toàn mổ ta chưa từng kê thuốc đông y cho ai chẳng phải cô cả ngày đem nam nhân xấu này theo ảnh hưởng văn hóa ngươi điên à nếu nhân Vân Linh lùng đó, rốt cuộc đã dùng thuốc gì, sao lại đáng thế, nghe nói, Vương Phi bỏ Hoàng Liên vào thuốc. Hoàng Liên? Chắc chắn là cô ta cố ý. Vương gia, Hoàng thượng đến, nói muốn gặp ngài và Vương Phi. Tham kiến Hoàng thượng, nhị ca nhị tẩu không cần khách sáo. Chấm nói với đại lý tự rồi, y quán, ngày mai có thể mở lại. Đa tạ Hoàng thượng, thật ra, chỉ cần nhị tẩu lên tiếng chấm có thể lập tức cho người xé niêm phong y quán ta tin tưởng y quán của mình không có vấn đề cho nên không sợ bị điều tra nhị tẩu quả nhiên là nữ trung hào kiệt bảo sao nhị ca thích đến thế còn đến xin chấm ban hôn chỉ sợ khiến vương gia thất vọng các vọng đại lý tự đã tra rõ thuốc của y quán không có vấn đề bây giờ khai trương lại tất cả thuốc giảm giá 2 phần tỷ tỷ lợi hại thật. Y quán bị niêm phong, tùy tiện dùng chút thủ đoạn là có thể khai trương lại, chỉ là đáng thương cho dân chúng, không biết người tiếp theo phải chết sẽ là ai, muội muội nói câu này phải cẩn thận đấy. Ai dùng thủ đoạn hành hạ, chưa biết đâu. Đừng vu oan ta, muội muội không cần tỏ ra đáng thương, ta không phải người thương hoa tiếc ngọc. Vương gia, đúng, Vân Linh Lung, bổn vương đã đưa người hạ độc cô nói đến đây. Cô đừng lôi người vô tội vào rốt cuộc có phải vô tội không? Nghe họ khai báo là biết. Vân Khuynh Thành Nam nhân này, ngươi quen không? Đó không phải cái người. Có vợ chết sao? Sao ta lại quen? Vậy ngươi quen nha hoàn này không? Rốt cuộc tỷ muốn làm gì? Nam nhân này nói, hắn bị nha hoàn này sai bảo. Nha hoàn này lại nói, cô ta được cô sai khiến. Ngươi nói bệnh, tại sao ngươi vu khống ta? Tại sao ngươi ngậm máu phương người? Những lời này, là Vương Phi bảo ta nói, Vương phi nói, nếu ta không vu khống tiểu thư, cô ấy sẽ giết cả nhà ta. Vân Linh Lung cô dám hãm hại Khuynh Thành. Cô chán sống sao? Vương gia có chắc là muốn bao che cô ta giữa chốn đông người sao? Ta khuyên cô đừng có quá đáng. Quá đáng? Quá đáng hay không, lát nữa vương gia sẽ biết. Ngươi nói, là ta bảo ngươi hãm hại Vân Khuynh Thành. Dạ. Vậy ngươi nói xem, nếu Vân Khuynh Thành không làm, tại sao ngươi lại cho người hãm hại ta? Chỉ là ta không thích cô, luôn làm khó tiểu thư, một nha hoàn trung thành ư? xem ra như vậy chỉ có thể đưa ngươi vào đại lý tự chờ họ xử lý thôi ngươi chỉ có thể chết để họ xử lý thôi cái gì ngươi phải biết nếu ngươi chết người nhà ngươi không có ai chăm sóc loại chủ nhân mà xảy ra chút chuyện là đẩy cô ra gánh như cô ta thật sự đáng để bảo vệ sao tiểu thư hạnh nhi tuy ngươi là nha hoàng của ta nhưng làm ra chuyện này cũng không thể tha thứ yên tâm ta sẽ chăm sóc người nhà ngươi được chăm sóc muội muội biết ăn nói quá ngươi có biết nếu người ta chết rồi những chuyện này dù không làm cũng chẳng ai truy cứu tỷ tỷ đừng vu oan ta đúng vân linh lung rốt cuộc cô còn muốn làm gì khuyên thành nói cô ấy không làm là không có làm lẽ nào cô muốn ép nhận sao ta biết tỷ và ta là tỷ muội vân gia tỷ tỷ chịu khổ từ nhỏ muội muội đồng ý nhường mọi thứ cho tỷ tuy người làm sai là hạnh nhi nhưng cũng liên quan đến ta nếu tỷ tỷ không chịu tha thứ ta chỉ có thể quỳ xuống nhận tội khuyên thành cô không cần xin lỗi cô không làm gì sai vương gia ngài có biết ngài thật sự vẫn đôi mù như xưa không vương phi người làm cái gì thế cái này làm cho vương gia ta đổi thuốc nước thành thuốc viên như vậy dễ mang theo sau này không cần nấu mỗi ngày thật ra vương phi cũng khá quan tâm vương gia ta là lương y như từ mẫu ta không so đo với nam nhân có chỗ kia không lên được vân linh lung đi theo ta ngài làm gì thế lại đến chút giận vào ta vân khuynh thành đến xin lỗi cô cô theo bổn vương đi gặp cô ta đến tìm ta xin lỗi là chuyện của cô ta liên quan gì đến ta nếu ngài đau lòng thì tự mà đi vân linh lung bổn vương cho cô biết hôm nay cô đi cũng phải đi không đi cũng phải đi ta không đi có bản lĩnh thì giết ta đi cô nghĩ bổn vương không dám sao ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại buông ra sao ta lại nghĩ đến mấy chuyện đó? Cô đi theo bổn vương. Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng chịu gặp ta. Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng chịu gặp ta, làm gì thế? Muội muội biết chuyện của y quán. Tuy muội muội không cố ý, nhưng cũng khiến tỷ tỷ tổn thất. Hôm nay muội muội đặc biệt đến xin lỗi tỷ tỷ, không cần, ta biết. Tỷ tỷ không chịu tha thứ cho ta. Muội muội quỳ xuống xin tỷ, khuyên thành, cầu xin tỷ tỷ tha thứ cô. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu, ngươi muốn quỷ thì quỷ. Linh Lung, thái độ cô là sao? Ta nói rồi, ngài kéo ta ra ngoài, ta cũng không tha thứ. Ngài nói ta độc ác cũng được, không biết điều cũng được, ta không quan tâm. Cô, vương gia, ta không trách tỷ tỷ, ngài cũng đừng chọc tỷ tỷ giận, lần này là ta không quản được hạ nhân, nhưng dù sao họ cũng vì ta, Khuynh Thành, không cần xin lỗi loại người đó. Nào, chúng ta đứng lên đã, nếu tỷ tỷ không tha thứ, ta sẽ quỳ không đứng lên. Khuynh Thành, cô nghe ta, đứng lên nói chuyện được không? Nào Khuynh Thành Khuynh Thành Ngọc Nghiên Vương ra đâu Vương ra Xem ra Vương ra không rảnh ăn cơm với ta Ngọc Nghiên Ăn cơm Dạ Vương ra Đây là đâu Cô tỉnh rồi, tỷ tỉ tỷ vẫn đang giận sao, độc phụ đó không cần quan tâm cô ta cô ta không đáng để cô quan tâm tỷ tỷ yêu thương vương gia một lòng muốn gả cho vương gia không ngờ lại không như ý trong lòng cô ta nhớ ai bổn vương cũng chẳng biết trong lòng ta nhớ đến ai liên quan gì đến vương gia ngược lại là vương gia mỗi ngày nhung nhớ nữ nhân của người khác đúng là khiến người ta ghê tởm vân linh lung cô tỷ tỷ đừng tức giận ta và vương gia không có gì cả ta giận làm gì ta chỉ nhắc nhở vương gia một câu dám giành nữ nhân với hoàng thượng chỉ có con đường chết ngọc nghiên đi cô ta đang ghen sao gần đây người ở kinh thành đang đồn quan hệ của duệ vương và vân khuynh thành không tầm thường lạnh nhạt với vương phi quả nhiên để ai ra đoán đúng rồi duệ vương xin hoàng thượng ban hôn là vì vân khuynh thành nếu để mọi người biết vân khuynh thành chính là hoàng quý phi tương lai vậy nếu họ làm ra chuyện vụng trộm gì để xem duệ vương sẽ làm thế nào người chúng ta sắp xếp ở duệ vương phủ cũng nói gần đây duệ vương và vương phi rất không hòa thuận đã chuẩn bị hòa ly rồi nghe thấy tin này ai ra ăn cơm cũng ngon hơn rồi vương ra hôm nay vương phi đến y quan sao người trong phủ nói sáng sớm vương phi đã đến y quán hay là thuộc hạ đi xem thử không cần bổn vương không hứng thú với hành tung của cô ta nhị tẩu hoàng thượng hoàng thượng tiên thiên ngài không đủ mới khiến cơ thể yếu ớt nếu không thể chữa khỏi chỗ thiếu sót này dù uống nhiều thuốc bổ cũng vô dụng thôi không sống được bao lâu nữa à ta không có ý đó không khó đoán sức khỏe của chấm kịch quệ theo từng ngày thật ra bệnh này rất dễ chữa chỉ cần điều chỉnh một thời gian cơ thể sẽ hồi phục như ban đầu nhưng vấn đề là hoàng thượng đã hơn 20 tuổi điều chỉnh chắc chắn sẽ hơi chậm chấm có thể sống coi như đã tốt lắm rồi nữ nhân đó sẽ không để đứa con nào khỏe mạnh đang cơ đâu ý của hoàng thượng là thái hậu ngự y trong cung đều là người của mẫu hậu thái y dân gian chấm lại không tin bây giờ người có thể cứu chấm chỉ có nhị tẩu chỉ cần hoàng thượng tin ta ta nhất định sẽ giúp sức cứu hoàng thượng cô còn biết đường về à ý gì thế ta chưa hòa ly với ngài. ta không về thì đi đâu hôm nay cô đi đâu y quán y quán nói dối nếu ngài muốn gây hấn, cứ quang minh chính đại mà làm, không muốn ta về, ta có thể đi đứng đó. Đưa nam nhân xấu xí của cô đi cùng. Được, Ngọc Nghiên, tìm một thợ mộc, ngày mai đóng giường ở y quán. Cô. Mấy ngày nay Vương Phi, ở y quán dạ. Mấy ngày nay Vương Phi vẫn luôn ở y quán khá bệnh, chưa từng rời khỏi, thế thì tốt. Xem ra Vương Phi, cũng nhớ mình là vương phi của bổn vương, nếu cô ta dám lén lút gặp tình nhân, bổn vương sẽ không tha cho cô ta. nhưng, nhưng cái gì? mấy hôm nay, mỗi khi đến giờ mùi, sẽ có một vị khách thần bí đến y quán khá bệnh. vương phi sẽ đóng cửa, ở riêng với hắn ta. đóng cửa, khách thần bí là ai thế? thuộc hạ chưa tra ra. vị khách này mỗi ngày che chắn rất kín. bổn vương còn nghĩ cô ta có chút tự giác của vương phi, không ngờ lại dùng chiều này hẹn hò tình nhân. được lắm vậy bổn vương phải xem thử người khiến cô ta thần hồn điên đảo rốt cuộc là người thế nào vân linh lung vương gia vân linh lung bổn vương nghĩ cô mở y quán là để chữa bệnh kiếm tiền không ngờ cô lại hẹn hò tình nhân ở đây vương gia ta đang chữa bệnh cứu người làm phiền ngài ra ngoài cứu người sao cô càng ngày càng không biết xấu hổ cô cứu người thế này sao ơ này ta chữa bệnh thế nào liên quan gì đến ngài mấy ngày nay không quan tâm khuyên thành muội muội của ngài chạy đến chỗ ta gây hấn để làm gì thế bổn vương muốn làm gì thì làm tránh ra ta phải xem thử nam nhân này là ai vương ra ta cho ngài biết nếu ngài còn phá đám ta không biết sao bắt đầu bảo vệ tình lang của mình nhanh thế à ta phát hiện nếu ngươi sống ở thời hiện đại chắc chắn ngươi là một tác giả giỏi cả ngày trong đầu ngươi toàn nghĩ cái thứ gì không đâu cô đang nói linh tinh gì đấy tránh ra bổn vương phải chém nam nhân này nhị ca muốn chém chấm chấm tới tìm nhị tẩu chữa bệnh y thực của nhị tẩu quả nhiên lợi hại chấm cảm thấy đỡ hơn trước nhiều nhị ca tới đây làm gì lại cãi nhau với nhị tẩu à không phải thần tới tới xem sao có phải nhị ca hiểu nhầm gì đó chấm và nhị tẩu hoàn toàn trong sáng thần không dám nhị tẩu cũng không phải người tùy tiện nhị ca đừng hiểu nhầm hoàng thượng nói phải đúng rồi nghe nói gần đây huynh và nhị tẩu cãi nhau nhị tổ đã chuyển ra ngoài sống nhị gia đừng quên hồi đó đặc biệt tới trước mặt chấm xin ban hôn phải nhị tổ chấm đi trước đây cô cũng đừng trách nhị ca nhị ca cũng là khẩu xà tâm phật thái hậu giá đáo vân linh lung còn không ra tiếp giá sao mẫu hậu lại tới đây nếu mẫu hậu biết e rằng mạng chấm cũng khó giữ người đâu tham kiến thái hậu thái hậu đang tìm ai tên tình nhân tằng tiệu với ngươi thái hậu bị người ta lừa rồi thần thiếp nào có tình nhân gì đã truyền khắp cả kinh thành rồi tỷ và tình nhân tằng tiệu ở y quán ba ngày ban mặt tập đánh vần không biết xấu hổ truyền khắp kinh thành cơ à sao ta không biết tỷ không cần chối nếu không phải thái hậu nghe tin sao lại tới đây vân linh lung chỉ cần ngươi giao tình nhân của ngươi ra đây ai ra có thể không tính toán chuyện trước đây thái hậu thần phi đã gả cho dệ vương không thể nào làm ra chuyện thế này chỉ có một điểm thần phi không hiểu được thái hậu ở lâu trong thâm cung sao lại biết được lời đồn thế này vân linh lung nếu ngươi đã cứng đầu như vậy đừng trách ai ra không khách sáo và miệng xem ngươi còn cứng miệng không dừng tay phu nhân của bổn vương không phải ai cũng đánh được phu nhân của bổn vương không phải ai cũng đánh được. Duệ vương, ngươi muốn kháng lệnh của ai ra? Thần không dám. Thần chỉ không biết. Vì sao Thái hậu muốn đánh phu nhân thần? Cả ngày tỷ ấy qua lại với tình nhân. Tình nhân? Hóa ra tình nhân mà ngươi nói chính là Duệ vương à? Ta không có ý này. Chỉ là ta không hiểu, phu thê chúng ta. Có chút hành động phu thê ở y quán, sao lại thành tàng tiệu? Ta không có ý này, vậy ngươi có ý gì? Thái hậu, ngươi nhất định phải tin khuyên thành. Vân Linh Lung cả ngày tăng tiệu với tình nhân ở y quán, người kiểm tra cẩn thận chắc chắn ở đây có nam nhân khác ý của cô là bổn vương sẽ nói dối giúp cho nữ nhân không giữ nữ đức sao ta không có ý này thì ra chỉ là hiểu nhầm khuynh thành sau này chuyện như thế này phải làm rõ ràng mới được mama chúng ta đi cung tiễn thái hậu Nhị ca, nhị tẩu, chấm phải về trước khi mẫu hậu quay về. Nếu không, lại một màn gió tanh mưa máu. Tiện nhân vân linh lung, hại ta bị thái hậu dạy dỗ hai canh giờ, ta không tha cho cô ta. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? mới hơn một tháng không gặp vân đại tiểu thư đã không nhớ chúng ta rồi hóa ra nguyên chủ bị đám người này hại chết vậy nên các ngươi muốn giết ta lần nữa không bằng trước khi chết chơi với huynh đệ chúng ta trước thả ta ra đừng qua đây ngươi đừng qua đây ngươi đừng qua đây dừng tay dừng tay tiểu tử lão tử khuyên ngươi mau cút đi nếu không chút nữa ngươi chết thế nào cũng không biết đâu vậy sao vậy bổn vương muốn thử xem lên ngươi biết bọn ta là người của ai không lại dám cướp người trong tay bọn ta muốn chết các ngươi là người của ai bọn ta là người của hoàng gia ngươi là cái thá gì ta là duệ vương tô khuynh vũ ngài là Ngài là dễ vương. Ngươi nói ngươi là người của Hoàng gia. Là ai bảo các ngươi bắt cóc Vương Phi? Là. Là. Cô không sao chứ? Sao Vương gia biết ta ở đây? Ngọc Nghiên nói cô mất tích. Vương gia, không hay rồi. Không thấy Vương Phi. Cái gì? Đi thôi, theo ta về phủ. Đa tạ Vương gia cứu giúp. Vương gia. Vương gia. Được rồi ta chỉ thể giúp ngươi tới đây thôi ta cũng tự cầu phúc sau này chúng ta có duyên gặp lại hóa ra thật sự là nàng ấy cuối cùng ta đã tìm được nàng rồi đừng đi tô khuynh vũ ngươi đang làm trò đừng gì rời thế? xa ta được không ngươi dở hơi hả à? linh lung uống thuốc lại là thuốc này không uống được không ngươi thấy sao cái này đáng quá tô khuynh vũ sao vậy độc phát tác đầu óc không bình thường lẽ nào hắn cũng bị người ta nhập hay ta tìm thái y cho ngươi nhé nàng muốn bỏ mặc ta à giờ ta uống luôn tiêu rồi tiêu rồi chắc chắn tô khuynh vũ không bình thường đáng thật đấy thuốc đáng giã tật thuốc đáng giã tật đưa tay đây phần thưởng vì uống thuốc ngoan thuốc này cũng không đáng tới vậy đâu vân linh lung này sao vẫn chưa tới đưa thuốc uống thuốc làm gì thế ngoan ngoãn uống thuốc không phải có thưởng kẹo hả à? kẹo ăn hết rồi ta có đây ngươi không tự lấy được à khác nhau mà phải là nàng đưa gần đây sao tô khuyên vũ kỳ lạ thế không phải hắn lại nghĩ ra cách gì chị ta đấy chứ vương gia hoàng thượng đột nhiên phát bệnh thái hậu triệu vương gia vương phi vào cung tham kiến hoàng thượng tham kiến thái hậu thái hậu bệnh của hoàng thượng mạnh hơn nữa phức tạp thần thực sự không biết hoàng thượng mắc bệnh gì phương thuốc này phải nghiên cứu thêm mới được vân linh lung ngươi có biết tội thần phi không biết ngươi hại hoàng thượng hôn mê bất tỉnh còn dám nói không biết mong thái hậu minh giám, chuyện này không liên quan tới thần phi, sao lại không liên quan? Rõ ràng hoàng thượng uống thuốc của tỷ mới thế này, ngươi im miệng. Tinh thần hoàng thượng không tốt, ngón tay hơi run. Rõ ràng là triệu chứng suy thận cấp. Vương Thái Y, có phải hoàng thượng có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, sao vương phi biết, vậy thì đúng rồi. Hoàng thượng mắc bệnh suy thận cấp, nếu không mau chữa trị. E rằng lành ít giữ nhiều, tỷ tỷ. Sao tỷ có thể nói linh tinh? Hoàng thượng là chân long thiên tử, đương nhiên có thần Phật phù hộ, nếu thần Phật có thể chữa bệnh, còn cần thái y làm gì? Vậy tỷ cũng không thể chủ hoàng thượng, thần phi nói sự thật. Nếu thái hậu tin thần phi, thần phi nhất định sẽ chữa khỏi cho hoàng thượng, tuy thần nghe nói, Dễ Vương phi có mở y quán. Nhưng kê đơn cho hoàng thượng, phải vô cùng cẩn thận, không phải ai cũng có thể khám bệnh cho hoàng thượng. Đúng thế, tỷ tỷ, chỉ dựa vào chút y thuật vớ vẩn của tỷ, lừa bách tính bình thường thì thôi. Sao có thể giao mạng của hoàng thượng cho tỷ? Thần lại cảm thấy, phu nhân của thần có thể chữa khỏi cho hoàng thượng. Phu nhân của thần có thể chữa khỏi cho hoàng thượng. Vương gia, sao ngài còn nói thay cho tỷ tỷ? Sao? Ta không nói thay cho phu nhân ta, lẽ nào nói thay cho người khác? Thần, thần nữ cũng chỉ lo lắng cho bệnh tình của hoàng thượng. Thái hậu, thái hậu, người biết mà thần cũng cảm thấy giao hoàng thượng cho người khác không ổn không thể tùy tiện giao cho người khác ngài có cách chữa bệnh không thần sẽ lập tức đưa ra một phương thuốc ngài biết hoàng thượng mắc bệnh gì không ngài biết kê đơn ra sao không đợi ngại kê ra đơn e rằng đã muộn rồi vương thái y là lão thần trong cung chưa từng sai sót ai ra tin tưởng hắn thái hậu bệnh tình hoàng thượng khẩn cấp không thể chậm trễ nữa nếu không ăn nói tầm bệnh vương thái y ngươi còn không mau nghĩ ra đơn thuốc vâng thái hậu thái hậu bệnh của hoàng thượng không kéo dài xin thái hậu tin tưởng thần phi một lần thần phi đảm bảo có thể chữa khỏi cho hoàng thượng tỷ đảm bảo kiểu gì nếu chữa nhầm tỷ không để nổi mạng của hoàng thượng thần phi chắc chắn có thể nếu thái y không có cách chữa khỏi cho hoàng thượng không bằng tin vân linh lung một lần nếu chữa khỏi cũng kiểm tra được trình độ y thuật của vân linh lung nếu không chữa khỏi vừa hay trị tội cô ta vậy để dễ vương phi thử xem thái hậu thần phi còn có một thỉnh cầu trong lúc chữa bệnh mọi người đều phải đợi bên ngoài không thể bị làm phiền được tạ thái hậu tỷ tỷ từ nhỏ bất tài ít học vương gia để mặc tỷ tỷ như vậy chỉ e gây ra đại họa hoàng thượng không bị tỷ tỷ hại chết đấy chứ Vân Linh Lung, nàng đang làm gì thế? Nhị ca, sao huynh tới đây? Hoàng thượng, chuyện đó, nàng ấy, ta chữa bệnh cho hoàng thượng. Nàng khám bệnh, không phải cởi áo thì là cởi quần, thói quen gì thế? Việc này, vì không có khoảng cách. Ta nói ngài cũng không hiểu. Hoàng thượng, hoàng thượng khỏe rồi, bệnh của chấm đã khỏi, các ngươi quay về nghỉ ngơi đi. Y thuật của nha đầu này quả nhiên lợi hại, còn để mặt nha đầu này ở bên cạnh Tô Khuynh Vũ, chỉ e sẽ mang tới rắc rối lớn hơn cho ai ra, phải mau xử lý cô ta mới được. Hoàng thượng, để thần nữ ở lại chăm sóc cho ngài. Không cần đâu, nàng cũng đã bận rộn cả ngày rồi, quay về nghỉ ngơi sớm đi. Chấm cũng phải nghỉ ngơi. Ngài nghỉ ngơi. Chúng thần cáo lui. Mau đi thôi. Tô Khuynh Vũ, ngươi làm gì thế? Đi ngủ. Đây là giường của ta, ta biết. Hai chúng ta là phu thê mà. Phu thê thì nên ngủ một giường. Hai chúng ta là phu thê mà, phu thê, thì nên ngủ cùng nhau. Không phải. Chúng ta muốn hòa ly mà. Như thế này không thích hợp. Không được, ta đau đầu quá. Mau, mau, cần người dỗ mới ngủ được. Người ta đều nói. Tu 10 năm cùng thuyền vượt sông, tu 100 năm ngủ chung gối. Như ta với nàng, có tình cảm 100 năm. Nàng không thể nhìn ta, chết vì quá đau đầu nhỉ. Tô khuyên vũ. Ta thực sự không nên cứu ngươi. Không ổn, đau đầu mỗi ngày nàng đều ngủ với thứ này à sao không phải ngươi biết chàng ấy là người ta yêu nhất à hắn không có tư cách ở lên giường của bổn vương đây là giường của ta đến nàng cũng là của bổn vương đương nhiên giường này là của bổn vương gì cơ ý ta là giữa ta và nàng không thể có người thứ ba không có chàng ấy ta không ngủ được có bổn vương bên nàng còn chưa đủ à lẽ nào thứ xấu xí này đẹp trai hơn bổn vương ai nói ngươi đẹp trai tượng gỗ của ta vẫn là đẹp trai nhất linh lung hôm nay ta nói nàng biết có ta không có hắn ngủ ngon cũng không biết người nguyên chủ thích là ai ngày nào cũng mang theo tượng gỗ sao trông giống tô khuynh vũ vậy không phải chứ không phải chứ không phải thực sự là tô khuynh vũ chứ cô nói xem cô thích ai không thích lại đi thích loại đàn ông này phu nhân đang sắc thuốc à quả nhiên nàng vẫn quan tâm bổn vương vẫn sắc thuốc cho ta ta chỉ đang thực hiện lời hứa của ta cách thời gian giao hẹn của chúng ta cũng chỉ còn nửa năm nữa ta phải tranh thủ thời gian hòa ly với vương gia nàng muốn hòa ly với bổn vương thế à vì sao vì chỉ có hòa ly ta mới có thể cùng người ta thích bên nhau thư sâu xí này có gì để thích thuốc sắp xong rồi còn nửa canh giờ nữa không ổn hình như độc lại tái phát rồi không ổn không ổn độc của ta phát tác thế này e rằng phu nhân không hòa ly được nhỉ vậy phiền ngươi độc của ta tái phát rồi ôi trời ơi vô tình nàng làm gì vậy sao không có tiếng động gì thế hả? Nàng làm gì vậy? Bổn vương vẫn chưa chết đâu. Sớm muộn gì cũng phải chết. Ta sợ tới lúc đó ta không khóc được nên luyện tập một chút. Luyện tập. Vân Linh Lung, nàng. Đừng giận, ngài tức giận hại thân thể. Lời hứa của ta không thể thực hiện được. Tới lúc đó, bệnh tình lại nặng thêm thì phải làm sao? Nàng nói đúng. Bổn vương hối hận rồi. Bây giờ bổn vương quyết định, cho dù nàng chữa khỏi độc cho bổn vương, bổn vương cũng không hòa ly với nàng. Sao ngài lại như vậy được hả? làm sao ta nói cho nàng biết đây là hôn nhân do hoàng thượng sắp đặt hoàng thượng là lớn nhất hơn nữa bây giờ ta thấy làm phu thê cả đời với nàng cũng không tệ ai muốn làm phu thê cả đời với ngài hả vừa tự đại còn yếu sinh lý đúng là nỗi bi ai của phụ nữ chúng ta nàng nàng nói ta tự đại ta nhận như nói bổn vương yếu sinh lý bây giờ ta sẽ cho nàng xem ta có yếu không vương gia cứ thích cậy mạnh cơ không được rồi làm gì vậy hả đây là gì thế cái này là tắm nước thuốc trong này toàn là thuốc bổ đó nàng đi đâu không phải nàng nên ở lại hầu hạ bổn vương sao được hầu hạ chứ gì ta phải hầu hạ ngươi cẩn thận mới được được thôi vậy thì ta sẽ hầu hạ ngài cẩn thận hầu hạ ngài này này vân linh lung nàng làm gì thế ta nói rồi ta không biết cách hầu hạ đi mà tìm người khác đi đây không phải chủ động nhào vào lòng sao ai nhào vào lòng ngài chứ linh lung bây giờ bổn vương muốn nàng Vương gia hoàng thượng uống thuốc của vương phi, đột nhiên ngất xỉu rồi, thái hậu gọi ngài và vương phi mau tới đó. Vân Linh Lung, rốt cuộc ngươi đã làm gì hoàng thượng? Mau nói thật cho ai ra biết đi. Vân Linh Lung, rốt cuộc ngươi đã làm gì hoàng thượng? Mau nói thật cho ai ra biết đi. Tỷ tỷ. Y thuật của tỷ chỉ là chút công phu mèo cào. Vậy mà dám to mùng nói muốn chữa cho hoàng thượng. Giờ gây ra chuyện rồi. Chỉ sợ. Dệ vương cũng bị tỷ làm nên lưỡi rồi. Mồm. Thái hậu, thuốc của thần phụ không có vấn đề gì hết. Thần phụ có thể bảo đảm. Đúng. Y thuật của nàng ấy cao siêu. Tuyệt đối không kê nhầm thuốc đâu. Còn tại sao hoàng thượng lại ngất? Thần thấy, vẫn nên điều tra kỹ càng hơn hoàng thượng uống thuốc của tỷ tỷ mới ra nước nỗi này bây giờ còn bảo tỷ tỷ kiểm tra ta thấy chi bằng mời vương thái y tới chẩn đoán đi vân linh lung nếu để ai ra biết ngươi có ý muốn mưu hại hoàng thượng ai ra tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi truyền vương thái y rốt cuộc có chuyện gì vậy ngươi nói thật đi mạch tượng của hoàng thượng rất nhanh và yếu lúc dừng lúc đi là triệu chứng của chúng độc tỷ tỷ chị dám hạ độc hoàng thượng ta không hạ độc vân khuynh thành bớt ngậm máu phương người đi mấy ngày nay hoàng thượng không có khẩu vị không ăn được gì hết chỉ uống thuốc của tỷ tỷ không phải tỷ tỷ hạ độc thì là ai được nữa ăn quý phi trước khi chuyện chưa điều tra rõ ràng đừng tùy tiện vu oan cho người khác vương gia ta không hề đổ oan nếu như tỷ tỷ không hạ độc mưu hại hoàng thượng vậy tỷ tỷ lấy chứng cứ ra đi vân linh lung ngươi có thể chứng minh trong sạch không vân linh lung ngươi có thể chứng minh trong sạch không thái hậu thần phụ xin được kiểm tra cạn thuốc sáng nay hoàng thượng uống cái này thái hậu thần đã đổ cạn thuốc đi rồi không ngờ hoàng thượng uống loại thuốc này lại xảy ra chuyện mỗi ngày trong cung đều có người tới đổ cạn thuốc chỉ sợ tỷ tỷ đã sớm biết chuyện này nên mới cố ý nói như vậy để xem mình đã tiêu hủy chứng cứ chưa muội muội biết giải nghĩa câu nói của ta thật đó ta chỉ muốn xem cạn thuốc có vấn đề gì không mà thôi sao nghe qua lời muội lại biến thành tiêu hủy chứng cứ rồi ồ ta biết rồi nếu muội đã rõ cạn thuốc được xử lý như nào không phải người muốn tiêu hủy chứng cứ là muội đó chứ Vân Linh Lung tỉ đổ oan cho ta Thái hậu Người phải phân xử giúp ta Vân Linh Lung đừng cãi chảy cãi cối Khuynh Thành Cũng chỉ lo cho Hoàng thượng thôi Vương Thái Y Ông nói Hoàng thượng đã trúng độc Vậy Hoàng thượng trúng độc gì Chuyện này Sao thế Ngay cả Hoàng thượng trúng độc gì ông cũng không biết Mà dám nói Hoàng thượng đã trúng độc à triệu chứng của Hoàng thượng Rất giống với trúng độc Nếu Vương Thái Y Đã khám ra triệu chứng chắc cũng có cách giải độc rồi nhỉ mời vương thái y giải độc cho hoàng thượng trước thần không dám sử dụng thuốc ông là thái y hở chút liền nói không dám tùy ý dùng vậy thuốc. ông còn làm thái y làm gì thái hậu xin thái hậu cho thần nữ đích thân kiểm tra chắc chắn sẽ tìm ra hoàng thượng chúng độc gì vân linh lung tỷ lại muốn lưu hại hoàng thượng đúng không vân khuynh thành cô vân khuynh thành cô vương gia khuynh thành không có ý đó khuynh thành chỉ lo cho hoàng thượng linh lung cũng lo cho hoàng thượng muốn chữa cho hoàng thượng cô làm vậy có hơi thần hồn nát thần tính rồi đó ta thật sự không cố ý đâu chỉ là hiện giờ sức khỏe hoàng thượng yếu ớt chỉ sợ nếu hoàng thượng uống thuốc của duệ vương phi nên mới trúng độc vậy thì chuyện này chắc chắn có liên quan tới duệ vương phi người đâu nhốt cô ta vào nhà lao dừng tay sao lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ à thần không dám thần chỉ thấy trước khi chuyện chưa điều tra rõ không thể nghe lời của tiểu nhân mà đổ oan cho người khác được thái hậu thần nữ không có ý đó dệ vương nếu ngươi thấy dệ vương phi bị oan vậy ngươi có chứng cứ không đúng đó nếu không có chứng cứ mà lại bao che cho tỷ tỷ đó là giúp người làm việc xấu thái hậu thần phụ tin thanh giả tự thanh mong sau khi điều tra rõ chân tướng ngươi đừng bao che cho bất cứ ai linh lung tỷ tỷ nhà lao này là nhà lao đáng sợ nhất của đại hạ người vào đây chưa bao giờ ra ngoài được vương gia nhà lao này đúng là không ra gì thuộc hạ chỉ bảo hắn đưa cho đồ cho vương phi vậy mà hắn lại nói thái hậu đã hạ lệnh không ai được đem đồ cho vương phi hết bất cứ ai cũng không được sao đúng vậy nhà lao tăm tối như vậy nếu vương phi ở một đêm chắc chắn sẽ bị bệnh phải tìm ra chân tướng mọi việc mới được, nhưng phải điều tra thế nào? Nếu thật sự có người muốn hại hoàng thượng, thì hắn đã sớm tiêu hủy chứng cứ rồi, chỉ cần đã từng làm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Có rồi, thái hậu đúng là liệu sự như thần. Người của dệ phủ, quả nhiên muốn vào thăm Vân Linh Lung. Cũng may chúng ta dặn dò trước. Vân Linh Lung có y thuật cao siêu, sau này, chắc chắn sẽ là phiền phức, tối nay trời sắp thay đổi rồi. Vân Linh Lung không sống yên được đâu lần này chúng ta nhất định phải nhân cơ hội diệt trừ tất cả bọn họ ý của thái hậu là đừng để cô ta rời khỏi nhà lao ăn cơm đi linh lung linh lung Vương gia Chuyện ngài bảo ta điều tra Đã điều tra được rồi Đúng như ngài nghĩ Đi thôi Thái hậu muốn xét xử Ngươi đã tới đủ cả rồi Dệ vương Rốt cuộc ngươi muốn nói gì Thưa thái hậu Bổn vương đã điều tra được Hứa y quan giới chứng vương thái y Gần đây thường xuyên ra vào tiệm thuốc Mua một lượng lớn thiên tiên tử Thiên tiên tử Thiên tiên tử không phải thuốc độc Nhưng có thể làm tê liệt thần kinh trong thời gian ngắn Khiến người ta mất trí giác Hứa y quan Ngươi nói thật đi Ngươi mua thiên tiên tử rốt cuộc là muốn làm gì? Thần muốn nghiên cứu thuốc. Nghiên cứu ư? Trong cung có nhiều thiên tiên tử như vậy không dùng, cứ phải ra ngoài mua vậy. Bổn vương đã điều tra rõ rồi, hoàng thượng dùng thiên tiên tử quá nhiều nên mới hôn mê bất tỉnh. Nếu ngươi không nói thật, vậy tức là ngươi mưu hại hoàng thượng, phải xử chết. Thái hậu tha mạng. Có thế nào hạ thần cũng không dám mưu hại hoàng thượng. Vương gia đừng nói bậy, hắn chỉ là một y quan, tới y quán mua thuốc cũng là chuyện bình thường. Vương gia không đổ oan đâu, đây là nghi ngờ hợp lý. Người này mua thiên tiên tử, vừa khéo hoàng thượng cũng dùng thiên tiên tử, điều này không phải chứng minh người này muốn bỏ thuốc hãm hại hoàng thượng sao? Muội muội. Lúc trước muội chưa có chứng cứ, đã tới chất vấn ta, tại sao vương gia không thể chất vấn hắn? Ra mồm ác lý, rõ ràng là thuốc của tỷ đã làm hại hoàng thượng còn muốn đổ cho người khác. Muội nói là ta hại hoàng thượng, muội có chứng cứ không? Không có chứng cứ. Thì muội muội đừng nói linh tinh nhé. Hứa y quan, tốt nhất ngươi hãy nói thật đi. Mưu hại hoàng thượng, không phải chỉ ngươi chịu tội, còn có cả tộc của ngươi nữa. Hạ thần, hạ thần đều nghe theo lệnh của vương thái y, đi mua thiên tiên tử. Xin thái hậu minh xét, thần tuyệt đối không bảo hứa y quan đi mua thiên tiên tử. Người này muốn vu oan cho thần. Thái hậu đừng để bị che mắt, vương thái y ở trong cung nhiều năm, sao có thể mưu hại hoàng thượng được, hứa y quan đừng nói bậy, hạ thần không nói bậy, hạ thần có chứng cứ, có thể chứng minh là vương thái y bảo ta đi mua thiên tiên tử. Chứng cứ đâu? đây là phương thuốc vương thái y viết bảo hạ thần đi mua thiên tiên tử thái hậu xin hãy minh xét vương thái y ở trong cung nhiều năm tại sao lại muốn hại hoàng thượng vương thái y ở trong cung nhiều năm chưa bao giờ làm gì sai lầm chắc là có người đứng sau chỉ bảo vương thái y ông nghĩ kỹ đi chỉ cần ông nói ra người đứng sau biết đâu thái hậu có thể tha cho ông một mạng chuyện này thần vương thái y ông đừng nói linh tinh hãy nghĩ tới người nhà và cháu trai mới ra đời của ông đi đừng làm hại bọn họ thần chính là chủ mưu vương phi năm lần bảy lượt chỉ trích y thuật của thần thần sinh lòng oán hận nên mới ra hạ sách này vương thái y ông nghĩ kỹ đi mưu hại hoàng thượng phải chu di cửu tộc đó thần chỉ nhất thời hồ đồ mong thái hậu đừng trách tội người nhà của thần nếu vương thái y đã nhận tội vậy ai ra sẽ tha cho người nhà của ngươi thái hậu Thái hậu minh giám. Thái hậu, vậy thần có thể đưa linh lung về nhà chưa? Tất nhiên là được. Khiến dậy vương phi chịu ấm ức rồi. Tạ ơn thái hậu. Một cơ hội tốt như vậy mà không diệt trừ được tô Khuynh vũ và vân linh lung, đúng là đồ vô dụng. Y thuật của nhị tẩu quả là cao siêu, giỏi hơn thái y trong cung gấp mấy lần. Không biết nhị tẩu có hứng thu tới thái y viện làm việc không? Tiền nhiều, ít việc. Tiền nhiều, ít việc ư? Bây giờ y quán của thần phụ cũng rất bận, có lẽ khó có thể tới thái y viện. Vậy thì tiếc quá. Chẳng còn định phong nhị tẩu làm đệ nhất nữ quan của đại hạ. hoàng thượng thân phụ có lẽ khó có thể thỏa mãn mong chờ của ngài đúng tạ chủ long ơn nếu không có chuyện gì trung thần xin cáo lui nếu ta làm nữ quan cũng coi như lưu danh sử sách nói không chừng con có thể kiếm được rất nhiều bạc nàng một mình lẩm bẩm cái gì đấy không có gì không có đúng có phải vẫn đang đau lòng vì không được hầu hạ hoàng thượng không chàng nói linh tinh gì thế không có sao không có mạnh miệng không có dễ vương hoàng thượng muốn nói vài chuyện với ngài gọi ngài qua đó một chuyến được bổn vương biết rồi ta đi một lát nàng về trước đi vương phi người qua bên này nghỉ ngơi đi được vương phi người chờ ở đây một lát nhé Đấy. Ừ. hoàng thượng nhị tổng không phải ngài nhị tổng Vân Linh Lung, để xem lần này ngươi thoát kiểu gì. Lúc nãy có người nghe thấy âm thanh đó ở quan diệu đình. Ba ngày ban mặt mà có người làm chuyện đó hả? Ai vậy? Không biết xấu hổ sao? Nghe nói, là tỷ tỷ của Hoàng Quý Phi. Vân Linh Lung Chuyện gì thế này? Tỷ tỷ, Sao tỷ lại không giữ đạo làm vợ vậy, ba ngày ban mặt mà làm ra loại chuyện dơ bẩn như vậy. Tỷ tỷ, tỷ còn quyến rũ hoàng thượng nữa, cho dù tỷ tỷ không muốn muội được hạnh phúc, cũng không cần làm ra chuyện này chứ. Vân Linh Lung, tốt nhất nàng nên cho ta một lời giải thích, rốt cuộc là có chuyện gì? Vương gia còn không nhìn ra sao, tỷ tỷ ngoại tình rồi. Đủ rồi, Nhị ca, chấm và tẩu tử, không làm chuyện gì khuất tất hết. Hoàng thượng, ngài và tỷ tỷ làm chuyện này đã đành sao ngài còn nói giúp tỷ tỷ nữa vậy thân nữ mới là hoàng quý phi của ngài cô có thể không gả hoàng thượng tô khuynh vũ ta và hoàng thượng hoàn toàn trong sạch chàng tin cũng được không tin vân khuynh thành uổng cho ngươi là đệ nhất tài nữ có thể nghĩ ra cách này đúng là ghê tởm Nhị ca, vừa nãy nha hoàn nói huynh có chuyện tìm chấm bàn bạc. Nhị ca là người thông minh, đừng vì quá để ý nhị tẩu mà bị che mờ hai mắt. Tất cả đều do cô sắp xếp hết à? Vương gia, hoàng thượng là phu quân của thần nữ, sao thần nữ có thể làm ra loại chuyện này chứ? Bổn vương sẽ tự điều tra rõ ràng. Đã xử lý xong mọi chuyện chưa? Bảo đảm không ai điều tra ra được à? Vân Linh Lung, để xem ngươi thoát kiếp nạn này kiểu gì. Đồ khốn nạn Tô Khuynh Vũ kia, Vương phi người làm sao thế, người vào cung tái khám cho hoàng thượng mà. Sao lại giận vương ra rồi? Tô Khuynh Vũ chính là đồ ngốc, hắn mù quáng như thế, cái bẫy rõ ràng vậy mà hắn còn không nhìn ra, bảo sao bị người ta hạ độc. Vương phi nói năng cẩn thận chút. Vương gia rất ghét, nghe những lời như chúng độc đấy. Ta cứ nói đấy, hắn đúng là bị người ta hạ độc, đến ngu luôn rồi, vì thế không cả phân biệt được tốt xấu, thị phi. Là ai đang nói xấu bổn vương đấy? Chàng đến đây làm gì? Chàng nghĩ ta phản bội chàng còn gì? Vậy chàng viết hưu thư, bỏ ta luôn đi. Linh lung, bổn vương không có ý đó, nhưng đó chính là ý ta. Cút. Linh lung, linh lung, linh lung, nàng nghe ta giải thích đã, không phải ta không tin nàng. Linh lung, đây là vương phi đưa cho người. hưu thư á vương phi vẫn quan tâm vương gia mà có cần nô tỳ Tì đi tìm vương gia không không cần ta còn lâu mới quan tâm hắn không còn sớm nữa lúc này mà vương gia còn chưa đến chắc là không đến rồi vương phi cứ ngủ trước đi thôi <laughs> linh lung giải thích chút đi đây là cái gì chuyện rõ ràng như thế còn cần giải thích à hưu phu hưu từ xưa đến nay hưu thê cũng cần có bảy tội để hưu hưu phu tất nhiên cũng thế nàng nói xem bổn vương mắc phải tội nào trong bảy tội mà nàng muốn hưu phu chuyện gì cũng cần phải chú ý quy tắc nếu như nàng không nói được bổn vương sẽ không nhận thư hưu phu này chàng đã phạm phải chàng đã phạm phải đúng chính là không có con không có con ư cổ nhân đã nói tam đại bất hiếu không có con là tội nặng nhất chàng phương diện đó không được thì chả là không có con còn gì cái chỗ đó của ta vậy hôm nay bổn vương sẽ cho nàng thấy rốt cuộc bổn vương có được hay không nói cho nàng biết vân linh lung nàng là người của bổn vương dù trong lòng nàng nghĩ đến người khác thì vẫn là người của bổn vương thực ra vương gia thuốc này có thể tạm thời giải độc của vương gia nhưng muốn trị tận gốc e là không có cách nào. Ý của Vương phi là, ta đã cho vương gia uống bao nhiêu thuốc, vốn tưởng độc tố trong người chàng ấy đã hết, nhưng vừa nãy lúc ta bắt mạch cho chàng, lại phát hiện ngày càng nghiêm trọng hơn. Sao lại thế được? Người trong phủ có đáng tin không? Vô cùng đáng tin, vậy thì sao lại thế nhỉ? Làm thế nào mới chữa được đây? Hư Minh, ngươi biết có thứ gọi là băng liên ngàn năm không? Băng liên ngàn năm ư là một loại dược liệu rất quý giá, nghe nói. Một ngàn năm mới nở ra một đóa. Trước kia, Ta đã từng nghe vương gia nói, nghe nói loại thuốc này giải được tất cả độc, ngươi biết ở đâu có không? Thuốc quý giá như thế, chắc chỉ trong cung mới có, nhưng nếu như ở trong cung thì sẽ không đưa cho vương gia dùng đâu. Chỉ cần có là được, ta sẽ nghĩ cách khiến họ đưa cho ta. Tham kiến Hoàng thượng, Tham kiến Thái hậu, Nhị ca, Nhị tổ ân ái như thế khiến chấm dứt ngưỡng mộ. Hoàng Nhi, sau khi con và Khuynh Thành thành hôn, hai đứa chắc chắn cũng sẽ yêu thương nhau như thế. Mẫu hậu nói đúng, hôm nay gọi mọi người đến chủ yếu là cũng là vì hôn sự của hoàng nhi và khuynh thành chuyện này đã trì hoãn rất lâu rồi hôn sự này cũng nên tổ chức thôi thái hậu nói phải ạ à. khuynh thành muốn gả cho hoàng thượng từ lâu rồi dệ vương chi bằng chuyện này giao cho người làm nhé thế nào thần vương gia nhị ca mau mau chuyển thái y hoàng thượng không cần gọi thái y thần phụ biết chàng ấy bị sao rồi trẫm quên mất nhị tẩu biết y thuật vậy cô nói đi nhị ca bị làm sao vương gia thường bị người ta hạ độc độc đã sớm ngấm vào tim, nếu không chữa trị kịp thời, e là lành ít dữ nhiều. nhị ca sao lại trúng độc chứ? là kẻ nào hạ độc nhị ca? đã tra rõ chuyện này chưa? đang điều tra chuyện này hả? chỉ là không cứu được vương gia nữa rồi. dù có tra ra được kẻ đó thì có tác dụng gì? nhị tẩu có cách gì à? cách này không khó, chỉ là cần một vị thuốc dẫn. thuốc dẫn gì cơ? chấm cho người đi lấy. băng lên ngàn năm. thuốc dẫn gì cơ? chấm cho người đi lấy. băng lên ngàn năm băng liên ngàn năm rất quý giá, sao mà nói cho là cho được? đúng là băng liên ngàn năm rất quý, nhưng mạng người là vô giá, không nên vì thuốc quý giá mà coi thường mạng người. ta đâu có coi thường mạng người đâu. tỷ tỷ, tỷ đừng có vu oan cho ta. Khuynh thành nói đúng, băng liên ngàn năm đúng là rất quý giá. ai ra cũng đã từng nói rồi, vật này phải thưởng cho người có công với đất nước. vâng, thứ không tầm thường thì phải thưởng cho người không tầm thường. vương gia từng chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia, công hiến cho quốc gia có ít đâu. nhị tẩu nói đúng, nhị ca từng chinh chiến xa trường cũng đã cống hiến cho đất nước. Hơn nữa, nhị ca cũng là con của mẫu hậu, mẫu hậu không muốn con mình có chuyện chứ. Hoàng thượng, khuyên thành cũng là người lương thiện, chắc không cảm thấy chẳng nói sai đâu nhỉ. Vâng, mau gọi người đi lấy băng liên ngàn năm đưa cho duệ vương đi. Đa tạ hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Băng liên ngàn năm hàn khí quá nặng, không thể cho vương gia dùng trực tiếp, vậy phải làm sao? Dùng máu dùng máu của ta đi gần đây vương gia giao cho ngươi rất nhiều nhiệm vụ mà mau đi đi nhưng mà lời của vương phi ngươi cũng không nghe à thuộc hạ không dám giờ thuộc hạ sẽ đi <laughs> đi đi vâng <laughs> vương phi vương gia buộc phải đào thải độc tố cho người già ngọc nhiên đi đun ít nước lau cho vương gia vâng vương gia lần này nhất định phải khỏe lại đó linh lung sao nàng lại ngủ ở đây nàng đang sốt đấy hả à? hay lắm linh lung dùng xong là chạy vân linh lung sao nàng ngủ một mình ở đây ta không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu tối hôm qua hai chúng ta chả ôm nhau ngủ có gì ngủ một mình là được ngủ hai mình thì ta nóng lắm nóng lắm nàng không biết vì sao nóng à sao ta biết được ta biết rồi có phải là vì băng lên ngàn năm có tác dụng rồi ngàn năm ngàn năm không hiểu phong tình ấy đừng tức giận nữa đừng tức nữa mà ngoan ngoan vậy tối nay phải ở cùng ta được ở cùng chàng sao giống y hệt trẻ con thế Thế còn nghe được, không được ngủ một mình Cái thứ gì vậy cũng hít cả lên Sao nàng vẫn đem theo cái này Sao nàng vẫn đem theo cái này Chàng không biết ta thích nó à Nên ta mới đem theo nó không rời Vậy đã hợp tình hợp lý chưa Tất nhiên là không được Thứ này xấu như vậy Sao nàng chả có mắt nhìn gì thế Xấu ở đâu cơ Ta thấy giống y hệt chàng Ta đâu có xấu như thế Chàng xem Lúc tức giận càng giống Ta Vân Linh Lung, bởi vì ta trông giống nó. Nên nàng mới thích ta chứ gì? Không phải? Vậy ta hỏi nàng, nàng chọn ta hay cái tượng gỗ nát này? Nàng do dự rồi. Được thôi. Bổn vương biết rồi, nàng thích cái tượng gỗ này. Không phải. Nàng thích tên nam nhân này. Được. Bổn vương đồng ý với nàng, nếu nàng đã giải độc cho bổn vương. Thì ta sẽ hòa ly với nàng, để nàng và nam nhân đó ở bên nhau. ta đâu có để chàng làm thế thân đâu. Vương gia, chuyện trước kia ngài bảo ta điều tra đã tra rõ rồi. Hôm nay Duệ Vương và Duệ Vương Phi tiến cung. Là vì chuyện gì thế, hôn lễ của Hoàng thượng và Vân Cô Nương lúc trước Thái Hậu nhờ thần làm. Đã sắp xong rồi, hôm nay đặc biệt đến đây, là để Thái Hậu và Hoàng thượng xem qua. Nhị ca vừa mới khỏe lại, sao đã lo cho hôn sự của chấm rồi. Thần cảm thấy, có vài chuyện phải biết nắm bắt mà làm. Nếu không, e là hối hận không kịp. Nếu đã như thế, vậy thì để ai ra và hoàng thượng xem xem. Dễ vương định chuẩn bị thế nào? Đầu tiên, thần muốn tặng vân cô nương một món quà. Tạ ơn vương gia còn nhớ đến thần nữ. Mang lên đây đi. Vương gia có ý gì đây? Sao nào? Vân cô nương không quen cô ta à? Thần nữ! Sao thần nữ lại quen một cung nữ bình thường được? Nhưng cô ta lại biết cô đấy. Đây chẳng phải là nha đầu hôm đó sau khi gọi vương ra đi, rồi lại đưa ta đến quan diệu đình đây mà? Thì ra là người của tỷ tỷ à? Vân cô nương, cô có muốn nghe xem cô ấy nói thế nào không? Tiểu điệp, cô nói thật cho ta. Hôm đó rốt cuộc là ai sai khiến cô? Lừa bổn vương đi để hãm hại vương phi, hoàng thượng, thái hậu là vân nhị tiểu thư, là vân nhị tiểu thư sai khiến nô tỳ làm ạ. Ngươi nói láo, ta không thủ không oán với ngươi, sao ngươi lại vu oan hãm hại ta? Có phải Vân Linh Lung bảo ngươi làm không? Ngươi nói đi, có phải Vân Linh Lung không? Là ai bảo ngươi hãm hại ta như thế? Có phải Vân Linh Lung bảo ngươi làm không? Vân cô nương, đừng có chó cùng rứt sậu nữa. Hoàng thượng, Thái hậu, xin hai người minh xét, thân nữ không hề làm chuyện như thế. Chắc chắn là tỷ tỷ, tỷ tỷ từ bé đã đố kỵ với ta, chắc chắn là tỷ ấy mua trục nha đầu này đến hãm hại ta. Vân Khuynh Thành, ngươi bị ổi không có nghĩa là mọi người đều bị ổi nếu ta thật sự muốn làm, ta sẽ không dùng thủ đoạn này, càng không để ngươi biết. Chỉ dựa vào lời nói phiến diện của một nha đầu, mà đã nghi oan người khác. Nếu như nghi oan cho khuyên thành, thì phải làm sao hả? Ta có chứng cứ. Trước kia lúc Vân Nhị tiểu thư sai nô tỳ đi làm, đã tặng cho nô tỳ một ít trang sức. Những trang sức này đều là Thái hậu nương nương ban tặng, là đồ ở trong cung. Vân Nhị tiểu thư còn định giết nô tỳ, may là nô tỳ phúc lớn, không gánh tội cho Vân Nhị tiểu thư. Con nhà đầu này, lúc đó không nên tha chết cho người ngươi nên chết đi mới đúng vân khuynh thành lòng dạ cô hẹp hỏi chua hoa cay nghiệt có ý đồ xấu xa khó lòng gánh vác ngôi vị hoàng hậu giờ phế bỏ chức vị hoàng quý phi tống vào đại lao chờ ngày xét xử vương gia và vương phi đã chiến tranh lạnh bao nhiêu ngày rồi mà họ vẫn chưa ngồi vương phi nhà cô đúng thật là rõ ràng biết vương gia để ý cô ấy như vậy mà cứ nói vương gia là thế thân vương gia nhà ngài mới quá đáng ấy chả có khí phách nam nhân gì cả chuyện còn con mà cũng tức giận rõ ràng là vương phi nhà cô quá đáng vương gia quá đáng hơn vương gia bây giờ vương phi đang đi dạo trong sân ấy ai quan tâm nàng ấy ban nãy lúc thuộc hạ đi qua sân viện đã nghe thấy vương phi lẩm bẩm nàng ấy nói gì thì nói mấy lời như xin lỗi vương gia sợ vương gia đau lòng khó chịu các thứ nói như vậy nàng ấy lừa bổn vương à nàng ấy vốn dĩ không thích tên kia bổn vương đã nói mà đi thôi đi thăm vương phi vương gia vương gia đây là cô ấy hối hận rồi mà ngươi nói với bổn vương à đây là cô ấy hối hận rồi mà ngươi nói với bổn vương à có thể vương phi lấy ra xem thôi ngươi coi ta là thằng ngu à tô khuynh vũ đồ khốn nạn nhà chàng sao tự dưng không quan tâm đến ta nữa tính cách của vương gia kém thế à khốn nạn mấy lời của vương phi nên để vương gia nghe thấy mới phải con nha đầu này sao đi không tiếng động thế trời lạnh rồi vương phi nên vào phòng đi vương gia chàng ấy nghe nói vương gia xử lý công vụ cả ngày còn chả thèm ăn cơm nữa không ăn cơm mà thế thì không được. Chàng ấy vừa mới khỏe lại mà. Vương gia nói, nhạt mồm, không muốn ăn, bọn ta làm hạ nhân. Cũng không thể ép Vương gia ăn được. Chuẩn bị đồ ăn đi, các người không được, nhưng ta có thể ép được. Vương gia, ăn cơm thôi, biết rồi, bổn vương làm xong sẽ ăn, công vụ gì mà cần gấp thế, đến cơm cũng không ăn. Tô Khuynh Vũ, chàng muốn hỏa ly với ta như thế à? Tô Khuynh Vũ, chàng muốn hòa ly với ta như thế à? Lẽ nào không phải? Nàng muốn hòa ly với bổn vương à? Chẳng qua ta chỉ đang thỏa mãn nguyện vọng của nàng thôi. Được, ngày mai ta sẽ đi nói với hoàng thượng, nói vương gia ghét bỏ ta rồi, không thể làm phu thế nữa. Lẽ nào không phải trong lòng nàng có người khác, nên mới vội vàng hòa ly với ta? À? Lẽ nào không phải vương gia suốt ngày nghĩ ta có người khác à? Ta nói ta thích người khác lúc nào? Lẽ nào nàng muốn nói cái tượng xấu xí nàng cầm cả ngày là bổn vương à? Ừ, chính là chàng đấy, chàng không nhận ra bản thân à? Nàng nói tượng là bổn vương ư ta đã bảo rất giống ngài rồi mà thật à linh lung nàng không đùa ta chứ bổn vương vui quá ta không vui mau lên viết thư hòa ly đi chứ ngày mai ta sẽ bẩm với bệ hạ sao lại thư hòa ly vớ vẩn phu nhân đừng đùa nữa ta không đùa nếu vương gia muốn hòa ly ta sẽ thành toàn cho ngài đừng mà bổn vương sai rồi hai ta đừng hòa ly nữa có được không vương gia không muốn hòa ly chứ gì nhưng ta muốn giờ ngài bảo thích ta nhưng lúc đầu khi lấy ta ngài có can tâm tình nguyện đâu nhớ đâu sau này hối hận thì sao ai bảo ta sẽ hối hận linh lung ta yêu nàng thật không tô khuyên vũ ta thể với trời cả đời này chỉ yêu một mình linh lung thôi ta cũng yêu chàng Ngọc Nghiên Cô đi đâu đấy, Vương Phi kêu la thất thanh cả một đêm. Ta hơi lo. Nhưng không dám vào. Liệu Vương Phi có xảy ra chuyện gì không? Không sao đâu. Bình thường thôi mà. Ta chả thấy bình thường chỗ nào. Ngay trước Vương Phi ngủ, có bao giờ kêu la đâu. Hay là vào xem thử đi. Đừng. Kỳ lắm. Có gì mà kỳ. Đương nhiên là kỳ rồi. Hơn nữa, Vương ra ở trong đó đấy có chuyện gì có vương gia chăm sóc cho vương phi rồi chính vì vương gia ở trong nên ta mới là đấy trước kia vương gia đối xử tệ với vương phi như thế nhớ đâu ta đã bảo rồi kỳ lắm đi thôi sao bên ngoài ổn thế vương gia trong cung truyền chỉ ạ à? ừm vào đi nãy ngươi bảo có thánh chỉ à là thái hậu bảo ngài và vương phi vào cung một chuyến có chuyện muốn thương lượng lui xuống đi từ sau đứng ngoài cửa nói chuyện bé thôi dạ đóng cửa vào dạ tham kiến bệ hạ tham kiến thái hậu duệ vương lâu rồi chưa vào cung nhỉ trong phủ thần có rất nhiều việc phải xử lý nên không thể vào cung thỉnh an thái hậu xem ra sở trường của vương phi là chữa bệnh cứu người chứ không giỏi đảm đương việc nhà là do thần không muốn linh lung phải vất vả ai ra có một cách vừa không làm vương phi vất vả mà còn có thể khiến vương phi có càng nhiều thời gian vào cung ta đã giúp ngươi tìm một cô nương rất tốt tháng sau để cô ấy gả vào duệ vương phủ làm chắc phi thế nào nếu cô nương này tốt như vậy thì không nên để cô ấy thiệt thòi thái hậu hoàng thượng vẫn chưa lấy vợ thần quả thực không thể lấy thêm ai nữa linh lung ý ngươi thế nào từ xưa đến nay phu thê đều ám chỉ hai người giữa một cặp phu thê yêu nhau thật lòng không nên xuất hiện kẻ thứ ba các ngươi Tinh kháng chỉ à? Mẫu hậu, nhị ca và nhị tẩu ân ái như vậy, họ chính là hình mẫu của hoa hạ. Đừng chia cắt bọn họ. Chuyện này, không do con quyết. Nếu ngươi không lấy, chính là kháng chỉ bất tôn. Ngươi sẽ bị giam vào đại lao. Mẫu hậu, từ xưa đến nay, làm gì có luật ép người khác lấy vợ? Hoàng thượng, con đang dùng lập trường gì để nói chuyện với ai ra đấy hả? Tốt nhất con nên biết thân biết phận đi, trong cung. Tất cả đều phải nghe lời ai ra tất cả phải nghe theo lời ai ra hoàng thượng đường đường là bậc quân vương là thiên tử người nói như thế khác nào không coi bệ hạ ra gì ai ra là người sinh ra thiên tử nhi tử phải nghe lời mẫu hậu đây là chuyện hiển nhiên còn gì chuyện thiên hạ phải được chia thành đúng và sai chứ không phải con cái luôn phải nghe lời cha mẹ ai ra đã hiến kế cho vị trí hôm nay của nó nó buộc phải nghe lời ai ra mẫu hậu vì chấm mà hiến kế vị trí này hay là hiến kế vì bản thân người con nói vậy là ý gì hả hôm nay mẫu hậu nói những lời này với nhị ca và nhị tộc, chẳng qua chỉ vì muốn thấy họ ngoan ngoãn nghe lời nếu họ nghe lời người sẽ tha cho họ nếu không nghe lời người sẽ giết họ con đừng có ăn nói hàm hồ sau khi giết họ người sẽ giết chấm con ăn nói kiểu gì thế hả dã tâm của người đã bị vạch trần từ lâu rồi trước kia phái sát thủ đến giết ta đến nay lại nghĩ ra một chiêu nếu ngươi đã nói như vậy ai ra thừa nhận luôn các ngươi đều là vật cản trở ai ra lên ngôi làm nữ vương ai ra đương nhiên phải giết các người rồi hôm nay nếu các ngươi đều đến cả thì đừng hòng sống sót rời đi người đâu mẫu hậu người làm gì vậy hả giết chúng mẫu hậu cầu xin người hãy tha cho nhị ca nhị tẩu chấm nguyện ý nhường ngai vàng cho người không ngờ mình lại được chứng kiến sự tích giết vua trong truyền thuyết mấy người này lợi hại thật đấy nhốt chúng vào đại lao trước chờ phán quyết rõ đi Hoàng thượng Bây giờ Có thể viết chiếu thư truyền ngôi được chưa Hoàng thượng Sao đến giờ này Mà hoàng thượng Còn chưa đến nhỉ Đừng nói là đổ bệnh nhá Hoàng thượng giá đáo Hoàng thượng có chỉ Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết Gần đây chậm thấy Sức khỏe rất kém tinh thần và sức lực đều kịch quệ không thể dốc sức vì quốc sự Chấm quyết định truyền ngôi cho thái hậu thái hậu sẽ trở thành nữ vương các vị phải dốc toàn lực hỗ trợ nữ vương không thử từ xưa đến nay chưa từng có khái niệm nữ vương chuyện này e rằng không hợp lẽ thường phải đấy kể cả hoàng thượng đau ốm thì vẫn còn duệ vương mà duệ vương vốn có kinh nghiệm giám quốc nên duệ vương nối ngôi mới hợp tình hợp lý chứ chúng thần khẩn cầu diện kiến bệ hạ Trung thần thỉnh cầu diện kiến bệ hạ to gan hoàng thượng đã chuyển ngôi cho trẫm giờ trẫm chính là hoàng thượng có chuyện gì cứ nói thẳng với trẫm có vấn đề gì nữa không có việc khởi tấu không thì bãi chiều thần có việc muốn khởi tấu duệ vương sao các người lại được thả ra cao thủ của bà quả thực lợi hại nhưng thúc mê của ta càng lợi hại hơn giờ chúng hôn mê bất tỉnh rồi nên ta muốn đến là đến, muốn đi là đi, kể cả các ngươi đến đây. Thì đã sao? Giờ chấm, đã là hoàng thượng rồi. Các ngươi buộc phải. cúi đầu xưng thần với chấm, bà bạo tàn độc ác, không còn tính người, không có tư cách làm hoàng đế. Ngươi nói rằng cái gì vậy Chấm không có tư cách, làm hoàng đế, chả nhẽ ngươi có hà, ta chưa từng có ý nghĩ, muốn lên ngôi, trước nay đều do bà tự suy diễn ta muốn giành ngôi với bà, bà sai bạch tiên sinh hạ độc ta, sau đó để bà, từng bước đoạt ngai vàng, thế thì đã sao, chỉ cần kẻ nào cản đường ta, thì ta sẽ diệt trừ hết. nhưng hoàng thượng là con ruột của ngươi mà, vì hoàng quyền, ngay cả con của mình bà cũng muốn giết à? chỉ là một đứa con thôi mà, chỉ cần ta muốn thì sinh thêm đứa nữa, lúc nào chả được? hơn nữa còn nghe lời hơn cả đứa con. hiện tại cơ thái hậu khí huyết ứ động, e rằng nếu sinh thêm con thì không ổn đâu, câm mồm. ta muốn làm thiên hạ đệ nhất nữ vương, ta muốn cả thiên hạ này phải quỳ dưới chân ta, quyền lợi thực sự quan trọng đến vậy sao? không có quyền lực thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? vì quyền lực ta có thể vứt bỏ tất cả chồng con bao gồm cả người thiên hạ bà sai rồi kể cả bà có quyền lực nhưng nếu mất đi người yêu bà và người bà yêu thì cuộc đời bà chẳng có nghĩa lý gì cả một nữ nhân chỉ đắm chìm trong chuyện lạc như ngươi nếu ngươi đã muốn ở bên nó thì chấm sẽ thành toàn cho ngươi người đâu giết chúng cho ta không được tha cho kẻ nào người đâu đừng gào nữa người của bà đã bị thân vệ của hoàng thượng không chế từ lâu rồi bà bạo tàn độc ác tiêu pha vô độ đã mất niềm tin của dân từ lâu rồi chúng thần lại càng bất mãn với bà. Bà cứ chờ phán quyết từ hoàng thượng đi. Hoàng thượng à, đã bị ta giam lỏng rồi. Thái hậu tần thị, ý nghĩ viển vông, mưu toan xưng đế, rồi nhốt vào đại lao, chờ phán quyết. Thả ta ra, thả ta ra, ta là hoàng đế. Ta sẽ giết các ngươi. Kể từ hôm nay, tất cả việc trong triều chỉ cần báo cáo với trẫm, không cần báo cho thái hậu nữa, bệ hạ anh minh. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, tạ bệ hạ. Bệ hạ, trước kia thần và Linh Lung đã trải qua quá nhiều chắc nên không muốn quản việc triều chính nữa. Khẩn cầu bệ hạ, cho phép thần và Linh Lung quy ẩn núi rừng. Tạ bệ hạ, Giờ chàng đã trở thành một vương gia nhà hạ Nếu ta muốn hưu chàng Thì chả cần bẩm báo bệ hạ nữa Có thể hưu chàng bất cứ lúc nào Nàng nỡ lòng nào hưu ta ư Chả thế Nếu chàng không nghe lời Chắc chắn ta phải đổi Một tướng công Ngoan hơn rồi Ta nói cho nàng biết Cả đời này nàng không thoát khỏi ta đâu Ta sẽ bám chặt lấy nàng Chàng vô lại nó vừa thôi nhá Giờ ta chính là vương gia nhà hạ Vô với lại cái gì Cả đời này Ta sẽ bám chặt lấy nàng Được thôi Ta cho phép chàng bám lấy ta giờ ta sẽ đưa nàng đi du ngoạn sao mình lại ở đây chứ chả nhẽ mình xuyên về hiện đại rồi ư vương phi vương phi vương phi vương phi làm nô tỳ hết hồn vương ra đâu vương ra vào cung tư biệt hoàng thượng rồi hả linh lung linh lung ta đã tìm được nơi ẩn cư của chúng ta rồi đợi qua hai ngày nữa tham gia xong vạn thọ tích của hoàng thượng thì chúng ta sẽ xuất phát ta nghĩ không ẩn cư cũng tốt mà chàng xem giờ chàng bận như vậy cuộc sống hàng ngày còn có thể dư giật một ít ta chỉ muốn ở bên nàng thôi không gì quan trọng bằng nàng cả nhưng chàng chưa từng nghĩ chúng ta không thể ở bên nhau cả đời ư sao lại không ta sẽ luôn ở bên nàng không cho phép nàng rời xa ta đâu nếu mình ở hiện đại mà tỉnh thì mình sẽ phải rời khỏi đây ư tô khuynh vũ phải làm sao đây vương phi người mua nhiều đồ thế nhiều đồ như này ăn đến bao giờ mới hết ạ à? nếu rời khỏi kinh thành thì sao có cơ hội ăn mấy thứ này chứ? Người chúng ta đi cũng chả cách xa kinh thành. Nếu vương phi muốn về đây, thì vương gia nhất định sẽ đưa vương phi về. Ngươi nói xem. Nếu không về được, thì sao? Vương phi. Thôi, chúng ta đi mua bánh hoa quế đi. Ta thèm bánh đó lắm. Phía trước có một tiệm bánh hoa quế, ngon lắm đấy. Đi thôi. Vương phi, ngươi đợi ta với. Sao đi lâu thế nhỉ? Linh Lung. Linh Lung. Linh Lung, Linh Lung. Nàng tỉnh lại đi. Linh Lung. Linh Lung. Linh Lung. Linh lung. Em tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa? em cứ tưởng không còn được gặp em cứ tưởng